Liễu Như Yên sư tỷ, là Lăng Phong sao? Cửa không có khóa vào đi. Tỷ tỷ chờ ngươi rất lâu rồi đấy. Ngươi đừng cắn mà, đau đau. Lăng Phong sư đệ, tỷ tỷ cứ như vậy dọa người ư? Sư đệ sao lại run rẩy như thế? Tự nhiên không phải, Liễu sư tỷ xinh đẹp như tiên nữ, ta chỉ là sợ mạo phạm đến sư tỷ. Nhát gan quá đi à. Sư tỷ, ta đi xuống trước, ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta có đẹp không? Sư tỷ đương nhiên là xinh đẹp. Vậy ngươi có muốn hay không? Không dám, sư tỷ tại trong lòng ta giống như tiên tử. Ta đối sư tỷ tuyệt không bốc lên ý đồ xấu xa. Sư đệ thật dịu dàng. Tỷ tỷ hôm nay tâm tình tốt. Tha cho ngươi một cái mạng, 3 ngày sau ngươi tìm đến ta. Tỷ tỷ muốn tự tay dạy một chút ngươi công pháp. Vâng, sư tỷ. Lăng Phong sao? Ngươi đến cùng chỗ nào đáng giá tạ thi thư cùng sư tôn coi trọng đâu? Nhìn xem cái kia thấy khổ chết đi trong sung sướng. Lăng Phong ngủ liền phảng phất nhìn thấy bộ dáng chính mình 3 ngày sau. Hy vọng đến lúc đó, mình cũng có thể giống như hắn. Tại trong cực hạn sung sướng bị hút vô tình khí chết đi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi buồn rầu đến. Lăng Phong vốn là trong thị trấn nhỏ phú gia công tử, dù bất học vô thuật, nhưng cũng chưa từng khi nam phách nữ. Nhiều lắm là có chút phong lưu mà thôi. 3 năm trước đây, trong thành tới một cái xinh đẹp như thiên tiên tiên tử, nói là tiên môn đến chiêu đệ tử nhập môn. Đến khi Lăng Phong tiến vào tông môn về sau, ta mới phát hiện là Hợp Hoan Tông, mà tông môn này có chút không đứng đắn. Đó là cái song tu môn phái, dạng cửu âm dương điều hòa, song tu tinh tiến. Lăng Phong cùng tất cả nam đệ tử đồng dạng kích động không thôi, cần cù chăm chỉ tu luyện, chờ mong sư tỷ gọi đến cùng nhau song tu. Nhưng chẳng biết tại sao, chậm chạp không ai gọi Lăng Phong bên trên đảo Vịnh Phong, mà bên người gương mặt quen đều tiến vào nội môn. Nhưng Lăng Phong phát hiện một cái kinh dị sự thật. Tiến vào nội môn đệ tử, Lăng Phong không hề nhìn thấy bất kỳ một cái nào người quen. Theo thời gian chuyển rời, bên cạnh Lăng Phong người đổi một lứa lại một lứa, nhưng một mực không ai gọi hắn tiến đến khảo hạch. Chậm rãi, Hồng Loan Phong các sư tỷ cũng phát hiện Lăng Phong đặc thù, bắt đầu để cho hắn hỗ trợ làm việc vặt. Cái gọi là làm việc vặt chính là xử lý bị hút khô thi thể. Lúc ấy Lăng Phong bị những cái kia kinh dị thây khô dọa đến tè ra quần, nhưng bây giờ nhìn xem tràn đầy mộ đất phía sau núi, hắn không khỏi có cảm giác hồ bi đau thương. Mơ ước thành tiên hiện tại chỉ sợ đều hóa cho tàn. Đây là một khối song ngư bám đôi âm dương ngọc bội, dưới đáy còn rơi lấy một cái mặt dây chuyền, phía trên khắc lấy một cái chữ bằng máu, chính là nhà hắn gia truyền bảo vật. Tỷ tỷ, ngươi mấy ngày này nhưng nhất định phải tại sư không ta liền lạnh thấu nha. Tư Ma, ngươi lại tới. Tiên tử tỷ tỷ, kiếm hạ lưu người. Cô gái này 3 tháng trước bắt đầu bị kéo vào nơi đây. Ngoại trừ tôn trào không ngừng dòng sông màu đen, cùng vô biên vô tận hắc ám, chính là trước mắt cái này cổ quái nam tử. Ghê tởm nhất chính là còn nghĩ đối với mình động thủ động cước. Nàng rất thẳng thắn một kiếm đem cái này đăng đồ lãng tử bổ. Của nhiên liền rời đi nơi đây. Nhưng cũng không lâu lắm, nam tử này lại sẽ ngóc đầu trở lại. Miệng bên trong hùng hùng hồ hồ nói không công bằng. Cô gái thấy phiền phức vô cùng, mỗi lần đều là một kiếm tiễn Lăng Phong trở về. Cuối cùng cổ quái tâm ma rốt cục biến mất. Ngươi cái này yêu ma lại muốn chơi trò xiếc gì? Tiên tử, ta thật không phải yêu ma, ngươi thấy qua yếu như vậy yêu ma sao? Vậy ngươi là thứ gì? Đây là nơi nào? Ta đương nhiên là người. Ta cũng không biết nơi này là nơi nào. Ta cũng là bị ngọc bội kết vào nơi đây. Cái gì ngọc bội? À đúng, vậy ngươi là người nơi nào? Ta gọi Lăng Phong, là Đông Hoàng Triệu Quốc nhân sĩ, hiện tại là Hợp Hoan Tông đệ tử. Đông Hoàng cùng ta thần châu cách một đầu Thái Xuyên Thiên Hà. Tại hạ vô ý mạo phạm tiên tử, trước đó là bởi vì ta tưởng rằng đang nằm mơ, lại bị tiên tử dung nhan xinh đẹp chấn nhiếp đến. Mới như thế mộng lão, mong rằng tiên tử thứ lỗi. Hừ, đăng đồ lãng tử dâm tặc, không biết tiên tử phương danh, sư tòng môn phái gì? Ta tên là Lạc Tuyết, thần châu Quỳnh Hoa phái. Lạc Tuyết tiên tử, tại hạ mạng sống như treo trên sợi tóc, cầu tiên tử cứu mạng, cứu ngươi. Sau 3 ngày, ta sẽ bị vị kia Hợp Hoàn Tông yêu nữ hút khô dương khí mà chết. Cầu tiên tử cứu mạng. Ngươi yên tâm, trừ ma vệ đạo, ta chính đến nghĩa bất dung từ. Ai ra? Lạc tiên tử, xin tranh thủ thời gian mời các ngươi Quỳnh Hoa phái đến ta đây. Cho các ngươi làm nội ứng. Dù sao ta cần vượt qua châu vực mà tới. Nghe đến thế, Lăng Phong liền như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Cả hai cách một cái châu vực, 3 ngày sợ là không kịp. Chờ bọn hắn đi vào, chính mình cũng đã bị hút khô. Người trước đừng lo lắng, chỉ cần ngươi nơi kia cách vượt qua truyền tống trận không xa, ta tốc độ cao nhất chạy tới 3 ngày vẫn là đủ. Chỉ là ta không biết Hợp Hoan Tông vị trí cụ thể, còn phải trở về tìm hiểu một chút. Chúng ta chia ra hành động, ta cũng trở về tra một chút Đông Hoang môn phái, không chừng cũng có thể tìm tới Hợp Hoan Tông chỗ. Không kịp nghĩ nhiều, dù sao bây giờ thời gian cấp bách. Hai người hẹn xong tin tức, dùng cái này nữa khối xong ngư ngọc bội tiến vào nơi đây giao lưu. Sau đó hai người đứng tại dòng sông màu đen trợn tròn mắt. Cái này làm sao ra ngoài? Tới đi, cho ta cái thông khoái.
À, không thể nào. Lạc Tuyết nói đến hùng hồ như vậy, kết quả cái này Quỳnh Hoa phái chỉ là tiểu môn tiểu phái. Lạc Tuyết. Lạc Tuyết đại thừa đỉnh phong kiếm tiên, đã diệt vong thần châu đỉnh các tông môn. Quỳnh Hoa phái mặt đại tông chủ, thần châu tứ đại mỹ nhân đứng đầu, tại 1000 năm trước tiến vào tứ đại cấm địa một trong. Từ đó không rõ sống chết. Cái này nương môn nói đùa cái gì đây? Giả mạo cái gì tuyệt thế kiếm tiên, còn muốn mang cái diệt vong ngàn năm tông môn tới cứu mình. Ngoại tao hố cha đâu? Dáng rất đẹp mắt xin người đừng lừa phỉnh ta có được hay không? Lâm Phong nổi giận đùng đùng, đem sách đóng lại, liền định trở về tìm cô nương kia tính sổ. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó mộng cảnh vô cùng có quy luật, cứ 3 ngày một lần. Nói như vậy, mình coi như muốn tìm nàng tính sổ, cũng là 3 ngày sau mới có thể gặp được. Cầu người không bằng cầu mình, chỉ có thể tự cứu, cũng chỉ có thể đầu to đầu nhỏ bảo đảm một cái. Nếu mình không có cái đồ chơi kia, vậy yêu nữ muốn hút cũng không hút được đi. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, một người vội vàng đứng dậy, chạy tới Hồng Loan Phong sát vách Thanh Loan Phong. Vị sư đệ này có phải là chạy sai chỗ rồi? Hắn xuất ra một cái lệnh bài, đúng là Hồng Loan Phong, lệnh bài thông hành. Bất quá là Liễu Như Yên cho hắn đi nhặt xác thuận tiện dùng mà thôi. Mấy vị sư tỷ, ta phụng Hồng Loan Phong Liễu Như Yên sư tỷ mệnh lệnh, đến đây tìm tiểu sư muội. Vân Khê sư muội, ngươi ở đây chờ một chút, ta cái này đi gọi nàng. Lâm sư huynh, Liễu sư tỷ tìm ta đi Hồng Loan Phong sao? Đúng tiểu sư muội, xin theo ta đi thôi. Sư huynh, người muốn làm gì thế? Sư huynh không thể. Cái gì không thể? Ta còn không có trúc cơ. Lộn xộn cái gì? Sư muội, khả năng lần này là người ta một lần cuối cùng cái gặp gì? Mặt. Sư huynh ngươi thế nào? Ngày hôm sau, Liễu sư tỷ để cho ta đi vào trong phòng của nàng tiến hành khảo hạch. Người cũng biết, sư huynh người không phải không cần khảo hạch sao? Làm sao đột nhiên? Cái này phải làm sao mới ổn đây? Ta đi cầu Liễu sư tỷ bỏ qua ngươi. Tiểu sư muội, ta tìm ngươi đến, không phải muốn ngươi giúp ta, chỉ muốn để ngươi minh bạch tâm ý của ta. Hạ sư muội, kỳ thật ta đối với ngươi cảm mến đã lâu, muốn định tương lai chết tại trên tay ngươi cũng tốt, không nghĩ tới không như mong muốn, nhưng năm này ta cũng chỉ cất giữ được điểm ấy linh thạch, liền tặng cho sư muội đi thôi. Chúc hạ sư muội trên đại đạo đi được càng xa, chỉ hy vọng ngươi không được quên rằng nhân sinh bên trong có ta như vậy một người. Sư huynh, kỳ thật ta ngươi nếu là hữu tâm, liền đem thi thể của ta chôn ở phía sau trên sườn núi, nơi đó có thể nhìn thấy. Sư huynh, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không để cho ngươi chết. Sư huynh, không phải có vị tiền bối mang ngươi nhập môn sao? Ta đi tìm hắn, hắn nhất định có biện pháp, nhưng ta căn bản không biết hắn họ gì tên gì. Làm sao có thể tìm được? Ta có thể đi tra rõ ràng thân phận của hắn. Sư huynh ngươi đừng vội, nhất định có biện pháp mà. Hạ Vân Tịch khuôn mặt nhỏ vẻ mặt thành thật, để Lâm Phong không khỏi có chút áy náy. Nhưng vì chính mình mạng nhỏ, vẫn là ép xuống. Hắn ra vẻ do dự nói, chuyện này lại sẽ không cho sư muội mang đến phiền toái gì chứ? Việc nhỏ mà thôi. Sư huynh, kỳ thật Liễu sư tỷ không có tìm ta đúng không? Sư muội cực kỳ thông minh, ta chỉ là muốn theo ngươi thổ lộ tâm ý, mới ra hạ sách này. Sư muội thứ tội. Không có việc gì, sư huynh tâm ý ta đã cái hiểu. Gì ta? Không có gì. Ta về trước, đi hỏi thăm một chút sư tỷ bọn hắn, có tin tức ta lại tới tìm ngươi. Ngươi cái đại lừa gạt, Đông Hoàng căn bản không có cái gì Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông tại Bắc Minh Đồng Vọng, ta cũng bị bọn hắn lừa. Kia Triệu Quốc ngươi nói thế nào? Đông Hoàng căn bản không có cái gì Triệu Quốc. Ngươi thật sự là vị kia Quỳnh Hoa phải Lạc Tuyết kiếm tiên? Kiếm tiên, không dám nhận, bất quá ta đích thật là Lạc Tuyết. Ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh thân phận? Trong tay của ta trận uyên chính là tốt nhất chứng cứ. Không còn kịp rồi. Ngươi tại sao có thể dễ dàng buông tha đâu? Ta một ngoại nhân đều không có từ bỏ, chỉ có thể ra hạ sách này sao? Hừ, ngươi có biện pháp? Hừ, vẫn phải chết, quên đi thôi. Được rồi, sau này trở về, ta ngay tại trong ngọc bội lưu lại một đạo linh lực, đến lúc đó ngươi lại lấy pháp quyết kích hoạt liền có thể. Tiên tử, thật cảm tạ. Lâm sư huynh, Liễu Như Yên sư tỷ gọi ngươi đi qua. Hạ sư muội. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Hừ, chết tiểu bạch kiểm. Sư huynh người vẫn là mau chạy đi. Đây là sư tôn ta lệnh bài, mà phía trước đại lộ nối thẳng sơn môn. Người cầm khối này lệnh bài hẳn là có thể ra ngoài. Ta chạy trốn vậy người làm sao bây giờ? Ta không có việc gì, ta trời sinh mị cốt. Sư tôn thương yêu ta nhất, nhiều nhất chịu điểm xử phạt thôi. Sư muội, ta không muốn liên lụy chính người. Ta có thể giải quyết việc này. Người mau đưa lệnh bài trả lại. Sư huynh người đừng đi, người sẽ chết đấy. Sư muội, ta sẽ không chết, nhìn ta như thế nào đánh xuyên hắn. Hạ sư muội, ngươi làm sao tại cái này? Chẳng lẽ nghĩ quan sát một phen? Ta chỉ là tiện đường tới, lúc này đi đến đều tới, không bằng quan sát một chút cũng được. Dù sao lấy thiên tư của ngươi, rất nhanh liền đến ngày đó rồi. Sư tỷ, ta cũng không muốn bị người khác nhìn xem. Đi thôi, xuân tiểu nhất khắc đáng giá ngàn vàng đâu. U hôm nay khai khiếu.
À, con đứng ngay đó làm gì đâu? Không phải nói Sơn Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim sao? Con không qua đây, sợ không phải chết dưới Hoa Mẫu Đơn. Làm quỷ cũng phong lưu đi. Ngươi cái này tiểu hoạt đầu nghĩ gì thế? Tỷ tỷ chỉ là muốn theo ngươi chơi đùa mà thôi. Ngươi cho rằng ta muốn hút hết ngươi tinh khí không bằng? Chẳng lẽ không đúng sao? Ta đều thay nhiều như vậy sư huynh sư đệ nhặt xác, sư tỷ bản lĩnh tự nhiên là biết đến. Phải hay không phải, ngươi thử một chút chẳng phải liền biết? Liệu như Yên sư tỷ, ngươi thật muốn động thủ với ta, không sợ đắc tội Tạ Ngọc Yến sư thúc? Ân, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ngươi dám đụng đến ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ hừ, Lăng Phong sư đệ, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Hừ. Ha ha. Như Yên sư tỷ, ngươi trước buông tay, buông tay. Sư tỷ vì hút ta ngần ấy tinh khí, ngươi đáng giá bốc lên lớn như thế phong hiểm sao? Ai lại tin ngươi? Liệu Như Yên có chút thất thần, không khỏi hồi tưởng lại hôm đó, sư tôn xa xa nhìn Lâm Phong một chút, liền sắc mặt đại biến, trở về liền đối với mình hạ tử lệnh, không tiếc bất cứ giá nào để Lâm Phong thần phục. Ngươi dưới váy. Sư tỷ, đến điều tới. Muốn hay không tỷ tỷ vì ngươi thử cái lửa? Không dám làm phiền sư tỷ, nhát như chuột ra hỏa. Dầu diếm ngươi đi cầm Cửu Phong. Tìm cho ta cái nam nhân bình thường tới cho ta chơi đùa cái lửa. Đây không phải phong lưu phóng khoáng Lăng Phong sao? Làm sao còn không có tiến vào giải quyết chuyện của mình? Đúng thế à, làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Ngươi có phải hay không là không được nha? Ngươi khoan hãy nói, thật là có khả năng này. Các ngươi mới không được, liệu sư tỷ khảo hạch có bao nhiêu khó các ngươi biết được sao? Ngươi nhưng dẹp đi đi. Liêu sư tỷ khảo hạch liền không có mấy cái chưa đi đến vào nội môn. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cây vạn tới ra hoa. Hắn ngược lại không có nói sai. Liệu Như Yên bây giờ cảnh giới đến trúc cơ đại viên mãn, về sau đã hiếm khi tìm người song tu. Nhưng mỗi lần tìm người song tu đều sẽ đưa bọn hắn tiến vào cái gọi là nội môn. Liêu sư tỷ hôm nay tâm tình tốt, con muốn khảo hạch một người. Các ngươi ai muốn đi? Ta đi ta đi. Ân, nhồn nhào cái gì mà nhồn nhào? Này tiểu tử, nhìn đại gia bản lĩnh đi. Vậy ta liền sớm chúc mừng Vương đạo hữu tiến vào nội môn. Người nghĩ gì thế? Thi thể đã có người lấy đi. Lâm Phong sửng sốt một chút. Đầu năm nay còn có người đoạt bối làm ăn. Nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng. Là Hạ sư muội. Đúng nha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà câu được Hạ Vân Tịch. Nhà đầu kia trông thấy cỗ kia thay khô còn tưởng là thi thể của ngươi. Nàng nhưng là một bộ muốn khóc lại không nghĩ dám khóc dáng vẻ. Trời cũng rất vui đâu. Sư tỷ hiểu lầm, Hạ sư muội từ trước đến nay đa sầu đa cảm, chết một con kiến cũng sẽ rất thương tâm. Hừ hừ. Hạ sư muội thế nhưng là tông môn xem trọng, Lăng Phong người cũng đừng không biết tự lượng sức mình. Tạ sư tỷ nhắc nhở, không có việc gì ta liền đi xuống. Lăng sư huynh ngươi nghỉ ngơi đi, tâm ý của ngươi, ta kiếp sau mới có thể cùng với ngươi. Các sư tỷ nói, chết đi như thế người phiêu phiêu dục tiên sẽ không thống khổ. Hy vọng là thật, thật xin lỗi chỉ tiếc ta không có trúc cơ. Không phải tốt xấu cũng có thể nhân lúc còn nóng. Ngoa tao. Nhân lúc còn nóng làm cái gì nha? Không có gì. Lăng Phong sư huynh, ngươi làm sao tại cái này? Làm sao trông thấy ta không cao hứng sao? Cao hứng, thế nhưng là ta sợ quỷ nha. Sư huynh ngươi có cái gì nguyện vọng chưa hết? Ta có thể giúp ngươi đạt thành. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta muốn mang ngươi đi. Thế nhưng là sư huynh, ta còn không muốn chết. Vậy ngươi để cho ta hôn một chút. Ta liền đi, thế nào? Tốt. Thật sao? Sư huynh không được, ta còn không có sẵn sàng. Không được sư huynh. Ngươi đụng phải ta khẳng định sẽ bị sư tôn của ta. Sư muội xin lỗi, cái này đều tại ta. Ta vừa mới tại Liệu Như Yên kia hút chút hương khí, không chế không nổi mình. Sư muội trên người ngươi linh lực. Ai, ta làm sao mạ tiến? Đây là có chuyện gì? Ta làm sao lại hút linh lực của ngươi? Chúng ta rõ ràng không có làm gì. Giờ phút này hắn mới phát hiện, thể nội ta đế quyết chẳng biết lúc nào vận chuyển. Tự hồ từ Hạ Vân Hy kia hấp thụ không ít linh lực. Sư huynh cái này cũng không trách ngươi. Ngươi trúng triền miên hương, đụng một cái nữ tử liền sẽ khó mà tự chủ bản thân, huống chi là thể chất của ta. Ai, ta không trách ngươi. Cái này cũng không nhất định là chuyện xấu. Cái này triền miên hương nhưng có biện pháp gì giải trừ? Sư huynh cái này mị độc, hoặc là thông qua âm dương song tu giải trừ, hoặc là liền trọi cứng một canh giờ, về sau liền sẽ tự hết. Bất quá có thể sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Tỷ như từ đây không thể tiến hành chuyện phòng the loại hình. Vấn đề không lớn. Sư huynh ngươi đi đâu? Ta trở về tìm Liễu Như Yên tính sổ sách. Sư huynh ngươi an tâm chớ vội, ngồi xuống trước đi. Tiểu sư muội ngươi gạt ta. Hừ, ai kêu sư huynh ngươi gạt ta?
sư muội đừng làm rộn, lại nhào ta liền nhịn không nổi. Sư huynh ngươi tự tìm, chúng độc tình huống dưới, còn dám đụng ta cái này thiên sinh bị thể người. Vừa rồi Liễu Như Yên nói ngươi nhanh trợ cơ, mặc dù ta đã hãm lại tốc độ, nhưng có lẽ ta thật liền trời sinh là người luyện loại công pháp này. Ai, dù là ta không tu luyện, cảnh giới cũng một mực tại tăng lên, nhiều nhất tiếp qua không lâu, ta hẳn là liền muốn trúc cơ. Lăng Phong có chút phức tạp nhìn xem nàng, câu kia chúc mừng bây giờ nói không ra, bởi vì Hạ Vân Tịch về sau liền muốn cùng Liễu Như Yên đồng dạng dọn đi Hồng Loan ngọn núi, cái này mang ý nghĩa hắn cũng muốn từ trước mắt dáng vẻ biến thành Liễu Như Yên loại kia, bắt lấy nam tử tu luyện hợp hoan tông yêu nữ. Sư huynh đến lúc đó có thể hay không chán ghét ta như từng chán ghét Liễu sư tỷ như thế? Làm sao lại thế? Ngươi cùng nàng không giống, kỳ thật Liễu sư tỷ trước kia cũng không phải dạng này à? Nàng cũng rất đoan trang câu nệ, nhưng triền miên tuyệt tại, đi vào trúc cơ về sau thể nội mị độc liền sẽ phóng thích, thân thể sẽ gấp trăm lần mẫn cảm, để cho người ta trầm mê trong nhục dục. Thời gian lâu dài, liền người tính tình cũng sẽ cải biến. Ta trời sinh mị cốt, đến lúc đó sẽ chỉ so Liễu sư tỷ càng thêm phóng đã không chịu nổi đi. Mặc kệ ngươi trở nên thế nào, trong lòng ta vĩnh viễn là bây giờ bộ dáng. Ai? Thời gian không còn sớm nữa, không quay lại đi. Sư tỷ bọn hắn muốn tới tìm ta. Nếu như ngươi thật đến Cần Lô đỉnh luyện công ngày đó, ta hy vọng ta là cái thứ nhất. Sư huynh như thế ngươi sẽ chết. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Bất quá tại ta trước khi chết, ngươi cũng không thể tìm người khác. Tốt. Bỏ mạng sư huynh đâu? Thoải mái lên trời. Ta đế quyết chính là hắn lần thứ nhất làm ác mộng về sau, tại sao ngư ngọc bội bên trong lấy được công pháp, 3 tháng trước hắn liền bắt đầu chuyển tu. Đi hỏi một chút Lạc Tuyết đi, xem nàng có biết hay không đây là chuyện gì xảy ra. Ai? Lâm sư huynh, ngươi nghỉ ngơi sao? Tạ quý gặp qua Lâm sư huynh. Vị sư đệ này, ngươi tìm ta có việc? Cầu sư huynh cứu ta. Sư đệ ngươi làm cái gì vậy? Ngươi trước đứng lên rồi nói sao? Ngươi dạng này bị người trông thấy coi như phiền toái. Ân. Á đù, hai tên đó làm gì? Ân. Sư huynh, ta tại nửa năm này quan sát hồi lâu, chỉ có ngươi một người nhiều lần tới Hồng Loan Phong bình yên vô sự. Những người khác hoặc 3 lần hoặc 5 lần, người nhiều nhất bất quá cũng 8 lần. Bây giờ ta đã lên 3 lần. Cầu sư huynh cứu mạng. Sư đệ ngươi quá lo lắng, ta tại nhiều năm như vậy, bất quá là bởi vì ta tư chất kém, không cách nào thông qua khảo hạch thôi. Sư huynh ngươi đừng gạt ta, huynh đệ của ta tạ tốn tiến vào cái gọi là nội môn, về sau lại không tin tức, ta đối với hắn hiểu rất rõ, hắn sẽ không như thế. Hắn tất nhiên gặp cái gì bất chắc, có khả năng đã chết. Sư huynh ngươi có thể tại cái này sừng sững không ngã, chắc hẳn thần thông quảng đại. Cầu sư huynh cứu ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa. Sư đệ ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi huynh đệ kia không chừng là tại nội môn luyện công quá chăm chú. Tạm thời quên đi, sư huynh thật muốn thấy chết mà không cứu sao? Ta thật không có trong tưởng tượng của ngươi thần thông quảng đại như thế, chỉ là tư chất quá kém mà thôi. Đã như vậy, là ta quấy rầy. Hừ, hỗn đản, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ không tốt đồ vật. Cái gì? Ta chỉ là đang nghĩ tà đế quyết mà thôi. Không cần nghĩ, ngươi đem cái này cái gọi là tà đế quyết cho ta xem một chút. Sau đó Lâm Phong đem tà đế quyết cho nàng đọc một lần. À, công pháp này ta học cái hiểu cái không, cũng không biết có hay không luyện đúng. Môn công pháp này thật là cổ quái vô cùng, như liệt hỏa nấu nướng, nhưng lại quỷ dị, có thể trung hòa cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Chính ta tự sáng tạo mấy chiêu kiếm chiêu liền giao cho ngươi đi. Ngươi tới trước một bên luyện đi, ta còn muốn tốn chút thời gian nghiên cứu công pháp này. Ngươi đứng lại đó cho ta, một tiếng lạnh hạc truyền đến, để Lâm Phong không khỏi nghi hoặc. Nhìn lại thanh niên này tên là Quản Thành Thiên, luyện khí 7 tầng, tại cái này ngoại môn cũng coi là người nổi bật. Lâm Phong, nghe nói ngươi gần nhất phách lối đúng không? Ai ngươi nói chuyện với ta đâu, Tiểu Lục đồng đội? Ai, ta phát hiện ngươi rất trâu đấy, đúng không? Ta từ nhỏ đến lớn đều trâu đó. Làm sao đây, ngươi chưa nghe nói qua? Tạ Huy là ta triệu mã cũng dám đánh ta người. Ai, ta thật không có nghe qua nha. Làm sao xử lý hiện tại ngươi biết? Cho nên ngươi muốn động thủ. Còn rất cuồng vọng, có hai thanh hạt cắt ngược lại là, ta xem thường ngươi. Hai người dương cung bạc kiếm, hấp dẫn phụ cận không ít người nhìn lại. Ngay tại Quản Thành Thiên cảm thấy hôm nay khó mà lên thời điểm, từng đợt tiếng chuông truyền đến, truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Là tập hợp tiếng chuông, đi mau. Tính ngươi tiểu tử gặp may, chúng ta đi. Nữ tử này tên là Vương Yên Yên,
Mặc dù dáng dấp không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng khí chất dịu dàng, thành thục động lòng người, giống như nhà bên đại tỷ tỷ. Tại Thanh Cửu Phong có phần bị hoan nghênh, đều tới đông đủ đi. Hẳn là đủ. Không biết Vương sư tỷ triệu tập chúng ta cần làm chuyện gì? Vương sư tỷ sẽ không muốn ta đi à? Người nghĩ hay lắm, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem thế giới. Khẳng định là tới tìm ta mới đúng. Vương Yên Nhiên cười khúc khích, như là trăm hoa đua nở, khiến cái này ăn tùy chi vị giao hẹ, có chút không rời mắt nổi con người. Hôm nay ta triệu tập mọi người không phải là vì ngọn gió nào hoa tuyết nguyệt, chỉ là muốn nói cho các ngươi một tin tức. Tông môn lại muốn xuống núi, khắc đường độ hóa người hữu duyên. Lần này sẽ từ Thanh Cửu Phong chọn lựa 5 vị đệ tử kiệt xuất, cùng một chỗ tùy hành. Lần này xuống núi đệ tử không chỉ có thể cùng các sư tỷ sớm chiều ở chung, càng có cơ hội cùng các sư tỷ tiếp xúc thân mật. Sư môn càng là chuẩn bị phi hành pháp bảo, Thanh Diệp Phong cùng các loại bí thuật đem tặng. Chư vị sư đệ nhưng tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Vương sư tỷ, xuống núi sư tỷ bên trong có người ở đâu? Vương sư tỷ phi hành pháp bảo là thật sao? Đây chính là lần này phần thưởng. Thanh Diệp Phong xuống núi thời điểm thống nhất cấp cho. Ta cho mọi người biểu diễn một lượt. Giờ phút này, thế giới giao hệ nhóm đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Từng cái mắt bốc kim quang, kích động. Có người muốn ngủ mỹ nhân song tu, có người muốn pháp bảo, có người muốn ban thưởng thuật pháp. Đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, còn Lăng Phong thì là nghĩ đến chỉ cần có thể ra ngoài, vậy thì nhân cơ hội có thể chạy trốn. Sư tỷ lần này danh ngạch như thế nào tuyển định? Lần này ra ngoài, đệ tử tu vi cần tại luyện khí 6 tầng trở lên, luyện khí 8 tầng trở xuống. Lâm Phong có chút không cam lòng, hắn tu vi bây giờ dị thường xấu hổ, tại luyện khí 5 tầng, không đủ thứ 6 tầng. 3 ngày sau sẽ có phụ trách việc này sư tỷ. Đến Thanh Cửu Phong tiến hành khảo hạch, chọn ưu tú trúng tuyển. Chư vị sư đệ cũng không nên bỏ qua nha. Vương sư tỷ, không biết cụ thể khảo hạch thứ gì nội dung đâu. Cái này đến lúc đó chư vị sư đệ liền biết, tạm thời không tiện lộ ra, chờ mong chư vị sư đệ biểu hiện đâu. Vương Yên Nhiên nói xong liền hướng Phật Loan Phong bay đi. Ta tìm được Vương sư tỷ dày. Ngươi buông tay, kia là của ta. Sau khi tan họp, điều kiện phù hợp đệ tử kích động. Giống Lâm Phong ngủ dạng này luyện khí 5 tầng đệ tử, thì nghĩ hết biện pháp đột phá. Phương pháp đơn giản nhất dĩ nhiên chính là bên trên Hồng Loan Phong. Cùng các sư tỷ song tu, không dùng đến mấy ngày liền có thể đột phá. Dù là mình thật bên trên Hồng Loan Phong hy sinh nhàn sắc, nhưng đến lúc đó chọn lựa khảo hạch chính là cái gì, ai cũng không biết. Đừng đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Một khi mình phong cách tay bắt đầu mất đi, sợ là đằng sau những cái kia yêu nữ cũng sẽ không khách khí. Càng nghĩ, Lâm Phong vẫn là chỉ có thể nghĩ đến Hạ Vân Tịch. Lâm Phong là Hồng Lam Phong khách quen, trong coi nữ đệ tử liền lệnh bài đều không thấy, trực tiếp liền thả hắn tiến vào. Tại Hợp Hoan Tông, có thể nhìn mặt tiến Hồng Lam Phong cũng liền Lâm Phong một cái. Như thế một nhà, không còn chi nhánh Lâm sư huynh. Tiểu sư muội, sư huynh ngươi tìm ta. Ngươi luyện thế nào lên vòng tròn lớn ngựa? Hắc hắc, ta những ngày 10 ngày tu luyện, không cẩn thận luyện qua đầu, còn tốt không có trúc cơ đan, không phải ta khả năng liền trúc cơ rồi. Sư huynh, ngươi tìm ta hẳn là có chuyện khác đi à? Tiểu sư muội, gần nhất trong tông muốn từ Thanh Cửu Phong mang đệ tử ra ngoài thu đồ, ngươi cũng đã biết, ta tự nhiên là biết đến. Sư huynh muốn hỏi chính là việc này, ta nhớ được trước đó chiêu đồ cũng sẽ không mang lên nam đệ tử, không biết lần này vì sao đột nhiên mang lên nam đệ tử. Nghe nói chúng ta tông môn thành danh một mực không tốt, trước đó chiêu thu đệ tử, chúng ta ra ngoài thu đồ đều là nữ đệ tử, quá mức rõ ràng, đã gây nên một chút môn phải chú ý, cho nên tông môn trưởng bối liền muốn mang chút nam đệ tử ra ngoài, mê hoặc người khác. Thì ra là thế, sư muội nhưng biết lần này khảo hạch hạng mục. Sư huynh người cũng đổi ra ngoài danh ngạch cảm thấy hứng thú à? Tự nhiên là cảm thấy hứng thú, đây chính là khó được ra ngoài cơ hội. Lần khảo hạch này có một hạng là quan trọng nhất, bất quá cái này một hạng sư huynh cũng không tất lo lắng. Là cái gì? Tự nhiên là dung nhan dáng vẻ, khí chất phong độ. Dù sao lần này ra ngoài là muốn nhìn bề ngoài, đối ngoại biểu yêu cầu vẫn là rất cao. Điểm này sao? Hắc hắc, sư huynh ngươi khẳng định không có vấn đề. Đến lúc đó sẽ có 5 vị Hồng Loan Phong đệ tử kết bạn ra ngoài, cho nên cũng chỉ chọn lựa 5 người. Cái kia không biết là cái nào mấy vị sư tỷ ra ngoài đâu. Theo ta được biết là từ Liễu Như Yên sư tỷ cùng Trần Thanh Yến sư tỷ dẫn đội, những người khác còn không có định ra đến. Dỡ xuống sư muội cáo chi, việc nhỏ mà thôi, sư huynh sớm muộn cũng sẽ biết đến. Xem ra lần này ra ngoài không có duyên với ta.
dù sao cũng là Liễu Như Yên khảo hạch. Sư huynh thử một chút đi, dù sao còn có cái khác sư tỷ, ta cũng sẽ giúp ngươi. Giúp ta, đúng à, ta giúp ngươi cùng Liễu sư tỷ năn nỉ một chút. Không cho phép ngươi liền có cơ hội có thể đi ra đâu. Cũng là xe đến trước núi ác có đường. Không chừng ta liền lúc có cơ hội đâu. Cố lên, tốt. Sư huynh có thể cho ta mượn bả vai dựa vào một chút sao? Sư huynh ngươi còn có thể hấp thụ linh lực của ta sao? Ta cũng không biết. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi có thể cùng chúng ta song tu công pháp đồng dạng. Hấp thụ linh lực của ta, cho nên ý của ngươi là nếu như ta mấy ngày nay cố gắng tu luyện, ngươi hút thêm linh lực của ta, sư huynh ngươi trong 3 ngày đột phá luyện khí 6 tầng không là vấn đề. Sư muội, cái này làm sao có thể? Sư huynh là ngươi có thể. Ai gây cách? Này lại sẽ không đối ngươi có tổn thương gì. Hẳn là sẽ không. Nếu như sư huynh có thể giúp ta tiếp cận, ta còn có thể muộn một chút chút cơ. Mà lại sư huynh ngươi không nghĩ rời đi Hợp Hoan Tông sao? Sư huynh là ngươi có thể. Tiểu sư muội. Nha. Sư huynh. Qua. Sư huynh chỉ có thể tới đây, không thể tiến hơn một bước. Không phải ngươi sẽ có phiền phức. Có lỗi, là ta khống chế không nổi mình. Sư huynh quá tốt rồi, ngươi cảnh giới của nhiên tăng lên không ít. Sư muội, ngươi tại sao muốn dạng này giúp ta? Sư huynh ngươi thích ta nha. Ta không nghĩ sư huynh ngươi chết đi. Lâm Phong ngẩn cả người, đều muốn bị nữ tử trước mắt hòa tan. Khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân. Cái này Hợp Hoan Tông thật không thể ở nữa. Nếu không mình sớm muộn muốn bị trói buộc trong này. Bên trong đại yêu nữ không thu thập mình, Hạ Vân Tịch tiểu nha đầu này liền thu thập mình. Sư huynh ngươi thế nào? Đi thôi, không quay lại đi ngươi sợ có phiền phức, đi thôi. Tiếp xuống 3 ngày, Lâm Phong mỗi ngày đều cùng Hạ Vân Tịch bảo trì gặp mặt một lần tần suất. Lạc Tuyết, ngươi công pháp này làm sao quỷ dị như vậy, tà môn, không giống chính thống công pháp. Sư tôn sao ngươi lại tới đây? Tuyết Nhi, ngươi công pháp này từ đâu tới? Ngươi nghiên cứu nó làm gì? Cái này đây là ta tại tàng thư các nhìn thấy, cảm thấy có ý tứ, liền lấy ra nghiên cứu một chút. Lạc Tuyết biết, mình sư tôn luôn luôn đối nam tử không có cái gì hảo cảm, càng không thích mình cùng nam tử liên hệ, cũng liền không dám ăn ngay nói thật. Sư tôn ta cảm thấy công pháp này thật có ý tứ, nhưng tối nghĩa khó hiểu, đằng sau mấy tầng thực sự xem không hiểu. Ngươi nhìn ta lý giải đúng không? Tuyết Nhi, ngươi lý giải cũng không sai, nhưng vẫn là dễ hiểu. Công pháp này mặc dù là ma công, nhưng cũng là đỉnh cấp công pháp một trong, vẫn là có thể lấy chỗ. Sư tôn không bằng ngươi cho ta viết một chút chú giải, để cho ta ra loại bên cạnh thông một chút. Ai? Sư tôn ngươi của nhiên lợi hại. Công pháp này tu hành mặc dù tiến triển nhanh, nhưng rất tà môn, giữ lại cũng là tai họa người khác. Ta nhìn lại nghiên cứu một chút. Tuyết Nhi, công pháp này dương khí quá mức, không thích hợp nữ tử tu luyện, ngươi tham khảo liền có thể, cũng đừng tùy tiện tu luyện. Ta cảm thấy có chỗ dẫn dắt. Nhìn lại mà, quay đầu ta đưa sư tôn ngươi tiêu hủy. Ai? Lâm Phong giờ phút này đã luyện khí 5 tầng đỉnh phong, nhưng thủy chung không có đột phá. Dù là hắn 3 ngày đem Hạ Vân Tịch linh lực hút đi, vẫn là kém không ít. Cái này khiến hắn dị thường lo lắng, dự định trong đêm đột phá. Lâm sư huynh, Hạ sư muội, sao ngươi lại tới đây? Ta có việc tìm sư huynh. Hắc hắc sư huynh, ngươi còn không có đột phá luyện khí 6 tầng đi. Lâm Phong còn chưa mở miệng, Hạ Vân Hy liền chủ động xông tới. Lâm Phong như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình thế mà đột phá. Hai người bây giờ chỉ kém năm môn một cước. Hạ Vân Tịch chính mở mịt nhìn xem hắn. Ngươi vì cái gì không ngăn cản ta? Không biết ta nếu là không dừng lại, chúng ta đều sẽ chết sao? Không có việc gì sư huynh. Ân, làm sao lại không có việc gì? Ngươi kém chút cũng chết ta nha. Ai? Sư huynh ngươi làm gì? Là ta thất thố. Sư muội ngươi không sao chứ? Sư huynh chúc mừng ngươi đột phá. Đón Lăng Phong lần nữa hỏi ra câu nói kia. Ngươi tại sao muốn dạng này giúp ta? Bởi vì ta cũng thích sư huynh à. Ta mặc dù không có cách nào rời đi Hợp Hoan Tông, nhưng ta muốn giúp sư huynh ngươi rời đi nơi này. Ngươi là muốn giúp ta rời đi Hợp Hoan Tông, vẫn là muốn đem ta trói buộc tại Hợp Hoan Tông? Ngươi dạng này ta làm sao có thể một mình rời đi? Để ngươi một người tại cái này, Hạ Vân Tịch rõ ràng không có quay lại. Ngốc manh, ta đương nhiên là muốn giúp sư huynh ngươi rồi. Ta không muốn ngươi chết, cho sư huynh ngươi về sau mạnh lên. Nếu như không chê ta, trở lại dẫn ta rời đi. Không chê, ta làm sao lại ghét bỏ ngươi đây? Hạ Vân Tịch nụ cười sán lạn vô cùng, như là trăm hoa đua nở, để Lâm Phong ghi khắc cả đời. Ai à? Ngày thứ hai Lăng Phong tỉnh dậy, đặc biệt đổi lại mình còn sót lại một kiện hoàn toàn mới y phục. Thần sắc hắn trang nghiêm, càng lại nhảy lên mình kia một thanh phá kiếm gỗ, mới chậm rãi đi ra căn phòng nhỏ. Chư vị hôm nay tới đây, chắc hẳn cũng là hướng về cơ hội phía sùng núi mà đến đi à? Lời dài dòng ta cũng không nói nữa. Hiện tại luyện khí 5 tầng trở lên, luyện khí 8 tầng trở xuống đệ tử, nếu như tự nguyện thì báo danh ra.
Ngươi, còn có ngươi, ngón tay hắn điểm nhẹ. Liên tiếp chọn đến gần 10 người, khiến những cái này đệ tử được chọn chúng mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vừa mới chọn đến mấy vị sư đệ, mấy người các ngươi không hợp cách, lui về đi. À, sư tỷ, đây là vì sao à? Vì cái gì? Các sư tỷ là chê ngươi xấu, không muốn mang các ngươi ra ngoài mất mặt xấu hổ chứ sao? Còn không tranh thủ thời gian lui xuống đi. Nhìn cái gì vậy? Nghe không hiểu tiếng người có đúng không? Không bị Liễu sư tỷ điểm danh tới, còn tốt. Tiếp xuống sẽ là tài nghệ biểu diễn, mời còn lại mấy vị sư đệ biểu diễn ra tài nghệ của các ngươi. Chỉ gặp người kia một bộ kiếm chiêu, nước chảy mây trôi, kiếm khí tung hoành, lập tức liền kỵ kinh tứ tọa. Cái này còn chưa xong, Lăng Phong biểu diễn múa kiếm xong về sau, Mộc Gia đã sớm chuẩn bị lá cây, phóng tới bên miệng, đứng tại trên đài thổi lên. Mặc dù chỉ là một mảnh phổ thông lá cây, nhưng ở bên miệng hắn lại thổi ra thanh thúy êm tai giai điệu. Điều kiện có hạn, sư đệ ta cũng chỉ có thể biêu xấu, Am Lăng sư đệ còn am hiểu cái gì đâu. Sư tỷ che cười, tại hạ cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, rất có lòng tin ra ngoài vì tông môn làm vẻ vang, nhưng Ngọc tựa hồ có chút không tin. Trong tay bóng loáng lóe lên, một cây sáo xuất hiện ra. Lăng sư đệ sẽ biết cái này sao? Hiểu sơ. Vậy ngươi thử một chút đi nào. Ngoạ tao, cho hắn chứa vào. Lăng Phong gầm một khúc tấu, khi đang định trả lại cây sáo thời điểm. Không cần, đạt sư đệ có nhã hứng như thế. Cái này cây sáo liền tặng cho sư đệ dùng để tiêu khiển thời gian bình thường đi. Vậy xin ơn sư tỷ. Trên trận đám người bắt đầu chấm điểm, Liễu Như Yên cầm quà bút, dẫn đầu ở phía trên đánh cái một chữ số 1, còn lại chúng nữ đều trợn mắt hốc mồm. Trần Thanh Yến hừ lạnh một tiếng, cầm quà thẳng tắp tiếp đánh cái 10 điểm, mắc điểm liền càng làm cho còn lại mấy người khó càng thêm khó. Hạ Vân Tịch cũng đánh bạo, đánh lên một cái 10 điểm, tiếp lấy Liễu Như Yên ghé mắt qua, "Hạ sư muội, xem ra có chút tâm ý nha, cái này là cố ý vì Lăng Phong đi." Sư tỷ nói đùa, ta chẳng qua là cảm thấy hắn xứng với cái này điểm số. Hiện tại căn cứ kết quả cho điểm, cho xuống đệ tử là người chiến thắng, Đồng Cao Thượng, Nghiêm Gia Trí, Dương Định, Tạ Quế, Thích Thần Bác. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bên trong thế mà không có Lăng Phong. Lăng Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Liễu Như Yên thì nhìn xem Lăng Phong, khóe miệng hơi vểnh, nhưng vào lúc này, một âm thanh cực kỳ yếu điệu từ Trần Thanh Nghiên đột nhiên vang lên. Ngươi cái này kết quả không công bằng. Ai, sư muội thật sự là biết đùa, ta chỉ là cho rằng ngươi lựa chọn có chỗ bất công. Lăng Phong cùng Đồng Cao Thượng là ngang nhau điểm số, nhưng thế nào đều hẳn là nên chọn Lăng Phong mà không phải Đồng Cao Thượng. Số không phải Lăng Phong là luyện khí 6 tầng, mà Đồng Cao Thượng là luyện khí 7 tầng đó chứ. Ta chọn hắn đấy, có vấn đề gì không? Lần này ra ngoài cũng không lấy thực lực làm chủ, mà là lấy tài nghệ làm chủ mới đúng. Liêu sư tỷ, ta cũng cảm thấy Lăng sư huynh tài nghệ càng hơn một bậc. Hừ, tài nghệ, hai người điểm số đồng dạng, tài nghệ liền bất phân cao thấp. Lúc này hẳn là thực lực cao hơn được ưu tiên. Hai vị sư tỷ đừng cái cọ nữa, ta có một đề nghị. Ngươi nói, đã Liễu sư tỷ cho rằng thực lực của ta không bằng sư đệ, ta nguyện cùng sư đệ tỷ thí một trận, nếu ta thua tự nguyện bỏ quyền. Liễu sư tỷ ý tứ như thế nào? Các ngươi thấy thế nào? Ta cho rằng vẫn là phải cho hắn một cái cơ hội. Chúng ta đều đồng ý. Tốt, vậy liền theo ngươi nói tới đi. Lăng sư huynh, ngươi không phải là đối thủ của ta khuyên ngươi vẫn là chớ tự chúc nhục vào thân. Xin lỗi rồi, danh sách này ta chắc chắn phải có được. Vậy cũng đừng trách sư đệ ta không khách khí. So tài bắt đầu. Lăng sư huynh cao hơn một bậc, ta tâm phục khẩu phục. Liễu sư tỷ, trước mắt bao người đều thấy rõ rồi đấy. Liễu Như Yên không thể lật lọng được, nhưng như có thâm ý khác, nhìn Lăng Phong một chút. Lăng sư đệ thật là có bản lãnh nha. Đã như vậy, vậy thì Lăng sư đệ thu hoạch được chuyến này xuống núi tư cách. Tạ ơn sư tỷ, sư đệ bằng bản sự đến, không cần cảm ơn ta. Làm sao như thế vui mừng dáng vẻ? Ta tìm được cơ hội cùng bọn hắn đi ra núi, trên đường không chừng có thể tìm tới cơ hội đào thoát. Ngươi có cái gì chiêu thức dạy ta? Phong thân chạy trốn dùng đến sao? Thật là đúng dịp, ta hôm nay vừa vặn đi tàng thư các, chuyên môn vì ngươi học được mấy chiêu cơ sở kiếm chiêu. Kia thật là quá tốt rồi. Nhìn kỹ, Hạ Tuyết cho Lăng Phong biểu diễn một bộ giản dị tự nhiên kiếm chiêu. Lạc tiên tử, lần này thật sự may mắn mà có ngươi. Chờ ngươi trốn tới rồi nói sau, ta kém chút quên đem cái này cho ngươi. Ta đặc biệt mời sư tôn một lần nữa nhìn công pháp này, cho ngươi tăng thêm chú thích. Ngươi nhìn ta lợi hại đi à? À, ngươi thế nào? Không có gì, chỉ là tiếp súng ta cùng bọn hắn ra ngoài, có thể sẽ tương đối ít tiến vào tới nơi này. Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Nói làm như ta muốn gặp ngươi nhiều lần không bằng. Ta cũng muốn tu luyện nha, cái này lúc muốn đánh nhiều tiên tử. Hắc hắc. Ngươi nói là Lăng Phong cũng tại lần này ra ngoài một trong 5 người. Đúng.
chủ yếu là Trần sư muội cùng Hạ sư muội hai người từ đó cản trở. Trước mắt ba người đệ tử, ta cũng không tốt làm thế nào được. Vậy liền để hắn đi thôi. Bất quá ngươi có ngắm trai thì cũng nhớ nhìn hắn một chút, đừng để cái nào đó đệ tử đem hắn chơi chớp. Ngươi bây giờ sở tu mặc dù là Chiến Miên Quyết, nhưng về sau tu hành lại là Tương Tư Quyết chuẩn tắc. Liễu Như Yên, ngươi sẽ không cho chuyện này là ta nhằm vào ngươi, hoàn toàn không biết gì cả mà. Đệ tử không dám, đệ tử chỉ là ta biết trong lòng ngươi không cam lòng, cho nên mới dung túng ngươi phí thời gian nhiều như vậy tế nguyệt. Lăng Phong là tông chủ cũng nhìn chúng ngươi, ta hy vọng ngươi có thể một mực để hắn thần phục ngươi, mặc kệ dùng phương pháp gì. Đi thôi, ta không hy vọng nhìn thấy khi ngươi trở về vẫn là hoàn đích chi thân. Đệ tử tuân mệnh. Nhá, Lăng sư đệ ngươi điểm nhẹ một chút, ta không thở được. Không được sư tỷ, ta sợ cao. Cái này giữa ban ngày ban mặt, cần thiết hay không? Lăng sư đệ đã trở về, ngươi có thể xuống tới. Để sư tỷ chê cười rồi, hừ, nếu không vẫn là đổi một người đi. À, sư tỷ, nếu không lại để cho hắn thử một chút. Hạ sư muội, hôm nay sắc trời cũng không sớm, chúng ta không sai biệt lắm xuất phát. Trên đường ta có thể mang hắn bay một đoạn. Hạ sư muội ngươi mới vừa vặn trúc cơ, mang hắn bay cũng không bay được bao xa. Mà lại chúng ta là ra ngoài chiêu đệ tử, ngươi mang theo hắn bay, vậy còn thành thể thống gì? Cứ như vậy đi thôi, trên đường ta dẫn hắn bay, tại đến mục đích trước đó, ta sẽ để cho hắn học được. Trần sư muội, nếu là hắn học không được thì sao? Ta theo ngươi xử trí. Lăng Phong thử một chút mở mắt ra nhìn xem xung quanh, không có ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nha. Lăng Phong mau buông tay, ngươi đừng ôm chặt như vậy, ta đều muốn không thở được. Sư muội à, các ngươi dạng này để người khác trông thấy, chúng ta còn thế nào thu đồ? Tại đến trước đó, ta sẽ để cho hắn học được phi hành. Sư đệ, tiêu trừ sợ hãi biện pháp nhanh nhất chính là đối diện sợ hãi. À, cứu mạng. Nha, ngươi loạn trắng chỗ đó đâu à? Có ý tứ để cho ta chơi một chút. Cứu mạng. Ngươi như thế lặp lại mấy lần. Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Liễu Như Yên, ngươi đừng rơi trong tay của ta, không phải ta nhất định chờ trước ngươi. Tốt, ta chờ ngươi đấy. Nhưng chờ nàng đem Lăng Phong mò lên thời điểm, mới phát hiện toàn thân hắn đã mềm nhũn, sớm đã hôn mê bất tỉnh, đồ hèn nhát. Ngươi thật coi trọng tiểu tử này không thành? Là ngươi coi trọng hắn đi à? Một đám giao hẹ, thực lực không cao, bay lâu như vậy cũng hoàn toàn chính xác có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Giờ phút này đám người nhao nhao đã tạm nghỉ ngơi. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Người đã tỉnh, liên lụy sự tình để các người chế giễu. Không sao, không có gì đáng ngại. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, nhanh chóng vượt qua mới được. Nơi này là chúng ta Hợp Hoan Tông lâm thời căn cứ địa, chúng ta đêm nay tại cái này nghỉ ngơi một đêm. Vương sư tỷ, lần này ra ngoài là muốn trước mặt người khác hiển thánh, đến lúc đó các người đều phải biểu hiện một chút. Đã các người như thế thích mặc sư muội, vậy liền để sư muội ta dạy các người đơn giản tốc thành ngũ hành thuật pháp. Hừ, chán ghét. Sư tỷ ngươi lại lời biếng rồi, đây không phải chuyện của ngươi sao? Chờ một chút để ngươi chọn trước thế nào. Mạc Ngọc lúc này mới đáp ứng, đi đến đám người phía trước, cho đám người dạy lên đơn giản ngũ hành thuật pháp. Mạc sư muội, bọn hắn cũng không có nhiều ít tâm tư nghe ngươi giảng bài, sợ là muốn tiến hành cái khác giảng bài đâu. Xem ra các ngươi bọn gia hỏa này nghỉ ngơi đủ rồi, tinh lực thịnh vượng, đêm dài đằng đẵng. Bọn tỷ muội, mỗi người chọn một cái đi. Lăng Phong trong lòng lộ bộ một tiếng, giờ mới hiểu được bọn hắn tại sao muốn tìm luyện khí kỳ 6 tầng trở lên, 8 tầng trở xuống, cảnh giới cao không hút được, thấp thì hút quá ít. Bọn hắn mang mình 5 người ra, sợ là liền không nghĩ tới muốn dẫn nhóm người mình trở về đi. Tốt, ta không có ý kiến nha. Liền theo vừa mới nói đến, Mạc sư muội chọn lựa trước. Hai nàng khác cũng không biết có thể, chỉ có Hạ Vân Hy lại ngay cả vội vàng khoát tay nói không cần. Không cần, như vậy sao được? Hạ sư muội lần này ra ngoài, nhưng là muốn hoàn thành lần đầu song tu đấy nha. Không biết là ai như thế may mắn đâu. Ta muốn củng cố cảnh giới của mình, liền không chọn. Đã như vậy, Mộ sư muội mời đi. Nàng chọn chúng cái kia tên là Dương Định Giao Hẹ, khiến hắn hoan thiên hỷ địa như chúng thưởng lớn đồng dạng. Cứ cười đi, đằng sau vài ngày người đoán chừng liền cười không nổi. Liệu sư tỷ, người trước chọn đi, hừ. À, vậy liền tạ sư đệ đi. Sư đệ sẽ không ghét bỏ ta chứ? Cầu còn không được. Người trước chọn, ta cuối cùng là được. Vương Yên Nhiên che miệng cười một tiếng, lựa chọn đồng cao thượng. Dù sao bọn họ cũng đều biết Lăng Phong là người mà Liễu Như Yên đều không dám đụng, những người khác làm sao lại dám chọn hắn đâu. Trần Kim Yến thành lạnh đôi mắt chậm rãi đảo qua hai người, đột nhiên mỉm cười. Lăng Phong thở dài một hơi nhẹ nhõm, xem ra đêm nay mình là ổn rồi. Lăng sư đệ, đi theo ta đi. Hạ Vân Hy trong lòng hối hận không thôi, đang muốn nói cái gì lại đón nhận Trần Thanh Yến thanh lãnh đôi mắt. Tiểu sư muội, sư tỷ dạy ngươi bài học, thích đồ vật muốn nắm ở trong tay, không nên đem quyền lựa chọn ra cho người khác. Lăng sư đệ, đi thôi. Hạ sư muội ngươi yên tâm, ta sẽ lưu hắn một ngụm khí. Vậy kia, chúc chư vị sư đệ sư muội đêm nay có cái vui sướng ban đêm. Sư đệ có trách ta đánh đôi uyên ương không? Sư tỷ nói đùa, ta cùng Hạ sư muội chỉ là bằng hữu quan hệ. Hừ.
đêm đã khuya, nếu là vô sự, liền ngủ không xuống đi. Ngươi ngủ trên mặt đất, bọn hắn không dám đụng vào ngươi, ta liền càng không dám. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, ta không phải là quân tử gì, nhưng cũng không có loại này yêu thích, ta chỉ là hù dọa một chút tiểu sư muội mà thôi. Nàng tính tình quá mềm, sau khi đi ra ngoài dễ dàng ăn thiệt thòi. Đến sớm một chút sửa lại, thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi đi. Mẹ nó, bọn hắn động tĩnh cũng thực sự quá lớn rồi. Ta có biện pháp để bọn hắn an tĩnh lại sao? À, ngọa tao. À, sư huynh ngươi chịu khổ, điều tại ta gia hỏa này đến thật. Sư đệ tựa hồ đối với kiếm thuật có chút tạo nghệ, gia tộc truyền thừa, ai còn không có một cái cầm kiếm đi giang hồ thiếu hiệp mộng tưởng. Cầm kiếm giang hồ à? Kiếm này mặc dù chỉ là trung phẩm linh khí, nhưng đối ngươi hạn là đủ dùng. Đem cái kia kiếm gỗ vứt đi, tạ Trần sư tỷ. Sớm nghỉ ngơi một chút. Một đêm ngủ không ngon không thành, có chút không quen, đều nghỉ ngơi tốt rồi sao? Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Hôm nay muốn đuổi đến gần nhất thành trấn, nếu không lại phải muốn ngủ ngoài trời dã ngoại hoang vu. Chúc mừng tạ sư đệ tu vi tiến thêm một tầng nha. Xem ra tiến vào nội môn ở trong tầm tay, ta chất đi, người cũng sẽ không quá xa, sớm muộn cũng phải bị những này yêu nữ hút khô. Sư đệ tu vi tinh tiến nhanh như vậy, tất nhiên sau ta sớm hơn. Tạ Quý không phản bác được, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Phong vì cái gì có thể từ đầu đến cuối bình yên vô sự, chẳng lẽ thân thể thật như vậy tốt sao? 3 năm xuống tới gặp được những này hút xương thạch tùy yêu nữ, cho dù là con voi lớn đều hút khô đi à? Hắn không thể là nữ đây chứ? Trần sư muội đến thế lúc hạ xuống, Liêu sư tỷ nói cái gì, ta làm sao không hiểu? Nơi này có gì đó quái lạ, nói thế nào, hắn tại đề phòng chúng ta, mà lại trên đường đi ý đồ cùng cái khác tiếp xúc. Xem ra là phát hiện cái gì không đúng. Liêu sư tỷ định làm như thế nào? Quy củ cũ tách ra, ta đã hút đủ. Lần này từ ngươi đến. À đau. Sư đệ ngươi gan lớn đấy, còn dám vào tay. Lúc nào cùng tỷ tỷ hiểu rõ một chút à? Ngươi muốn làm gì? Sư đệ tinh lực như thế tràn đầy, không tìm một ít chuyện đến sợ là không ngủ được. Ta giúp ngươi, người ta như không dùng qua. Nơi này đâu nụ hôn đầu tiên đều còn tại đâu, liền tiện nghi ngươi rồi. Không muốn, ngươi thả ta ra. À, Liêu sư tỷ, Lăng sư đệ thế nào? Mượn Lăng sư đệ dùng một lát, thật mất hứng, người ta đang bận điệu đâu. Sư tỷ thật hăng hái đấy. Hừ hừ, không có cách nào. Ai kêu cái này on ra thích cái này miệng, người ta lại thương hắn. Trần sư tỷ, ta. Ha 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 ha. Đi thôi. Trần Thế Kiệt, vì cái gì? Không tại sao. Lưu Huy Nhân Quý cũng thế. Lăng Phong sợ hãi cả kinh, lúc này mới ý thức được mặc kệ hắn đối với mình tốt bao nhiêu, đều không cải biến được. Bọn hắn là một cái xem nhân mạng vì có rác, hợp hoan tâm người sự thật. Vậy ngươi vì cái gì để cho ta còn sống? Ta không có nói ngươi sao? Ta sư tôn tên là Tạ Ngọc Yến. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng xử lý hắn đi. Nơi hậu viện có chôn xác địa phương, đừng bị những người khác trông thấy. Không phải ngươi lại muốn chôn nhiều hai người? Được rồi Trần sư tỷ. Hù dọa mộng đẹp vỡ vụn không có. Có liên quan gì tới ngươi sao? Đừng như vậy mà, ngươi không vui nói ra cho người ta vui vẻ một chút mà. Dù sao người ta vừa rồi cố gắng như vậy tây thiên thỉnh kinh, thật đáng thương, rõ ràng hôm qua còn cùng người ta hoa tiền nguyệt hạ đâu. Thì ra là thế, đây chính là sư tôn nói tới tương tư quyết sao? Cái này mật pháp ngược lại là có chút huyền diệu, bất quá vẫn là kém một chút. Tại sao muốn đánh hắn? Không tại sao, hắn giống như ngươi muốn chạy, không phải sao? Cũng không thể để hắn tiếp tục làm phá hư, không có ý nghĩa. Lăng Phong, ngươi nhanh lên trở về à, chúng ta còn có thể tiếp tục thỉnh kinh. Hừ. Lăng Phong phẫn nộ một quyền đập xuống đất. Ghê tởm, ngươi đang làm cái gì mộng sao? Nghĩ tại hợp hoan tông Hồng Loan Phong tìm đầu bếp, cái này còn không bằng đi dung nham bên trong tìm cá. Làm sao như thế ủ rũ? Muốn hay không người ta cho ngươi động viên một chút? Được rồi được rồi, ngươi lại không dám hút ta. Đừng đùa. Ai nói ngươi đến thật? Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Liễu Như Yên cũng không ngẩng đầu lên, vui đầu gian khổ làm ra, để Lăng Phong biết cái gì gọi là miệng lưỡi dẻo quẹo. Khẩu chiến hoa sen, dao cạn kéo dài, hắn cũng nằm ngửa ngồi mà đối đãi. Bất quá Liễu Như Yên nhưng không có như ước nguyện của hắn. Thật khó ăn đâu. Khó ăn sao ngươi còn ăn? Cái đồ chơi này có ăn ngon hay không, người ta nào biết được. Dù sao người ta nụ hôn đầu tiên đều còn tại, ngươi có muốn hay không tránh à? Không cần, hổ dữ không ăn thịt con. Chẳng ghét, hiện tại thoải mái một chút rồi sao? Vì cái gì không hút ta tinh khí, sợ chết chứ sao? Hừ hừ. Tối hôm qua chính mình cũng đã làm những gì, sống đến lệch ra ngàn anh, thật sự là phát rồ. Lại dám đổi cái này yêu nữ lấn mặt làm chuyện đó. Đừng sợ mà, người ta lại không ăn người. Nhưng người đã ăn đấy thôi, còn nghĩ muốn sao? Người ta còn có cái khác chưa bao giờ dùng qua chiêu số đó. Đừng đừng không cần. Hừ, thật sự là vô tình đâu. Quá hại tâm người ta, thua thiệt người ta cố gắng như vậy phục thị ngươi. Khi xuất phát, Trần Thanh Yến vô ý thức vươn tay, nàng muốn tiếp tục mang Lăng Phong bay. Không cần sư tỷ, ta nghĩ mình thử một chút. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, Lăng Phong đối Trần Thanh Yến bản năng kháng cự,
Tốt à, ngươi cẩn thận một chút. Làm sao bay khó coi như vậy? Chẳng lẽ tối hôm qua quá cực khổ, hôm nay có chút run chân sao? Ít nói lời châm chọc. Bay lên. Lăng Phong xem như hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Đám người bọn họ ngay tại đi đường nhỏ, xuyên qua Đông Vọng dãy núi, từ Bắc Minh lén qua đến Đông Hoàng đi học Hoan Tông. Tại Đông Hoàng vụng trộm tuyển nhận xong đệ tử, lưu lại tín vật về sau sẽ có người đặc biệt đến đây mang đi. Bọn hắn thông qua châu lục vận chuyển đến Hợp Hoan Tông bên trong. Chính mình lúc trước còn tưởng rằng mình một mực tại Đông Hoàng, không nghĩ tới đã bị chuyển đến nơi khác. Những lệnh bài này các ngươi lấy được. Thu đồ thời điểm đối ngoại nói mình là người Ngọc Thụ Tông. Danh tự vẫn là ban đầu danh tự. Sư tỷ, đây là vì sao? Chúng ta Hợp Hoan Tông mặc dù là đứng đắn song tu môn phái, nhưng song tu tại tu tiên giới bên trong thành danh cũng không dễ nghe. Chỉ có thể ra hạ sách này thôi. Tốt một kẻ đứng đắn song tu môn phái. Ngươi là người đọc sách. Nếu là lúc trước nói cho người biết là Hợp Hoan Tông, sợ là ngươi cũng không nguyện ý tới. Đây cũng thật là, chẳng qua hiện nay ngược lại là vui vẻ chịu đựng, làm ta đều không đi hắc hắc. Lời này của ngươi, tỷ tỷ thích nghe. Đêm nay tỷ tỷ đùa với ngươi điểm trò mới. Tối hôm đó, mấy người ngủ ngoài trời tại dã ngoại, mắt thấy bóng đêm càng đen. Trong rừng mê vụ dần dần lên, Vương Yên Nhiên đối Đồng Cao Thượng liếc mắt đưa tình. Đồng Cao Thượng tâm lĩnh thần hội đứng dậy, đi theo nàng hướng rừng chỗ sau đi đến, nhìn xem Vương Yên Nhiên gọi đi Đồng Cao Thượng, Chi Bằng Ngọc cũng cứ gọi đi Dương Định đi. Hoàng Sông dã ngoại chiến, ai cũng không muốn, chớ để cho cắn cái mông. Hừ, chán ghét sư tỷ. Nào có ngươi dạng này. Hạ sư muội ngươi nếu không cùng Lăng sư đệ cũng đi chơi đùa đi à? Sư tỷ ngươi nói cái gì đó? Hạ sư muội, chúng ta đi đi thôi. Lăng sư đệ xem ra có ý tưởng. Sư tỷ vậy ta ra ngoài đi một chút. Các ngươi đi thôi, chơi vui vẻ. Lăng sư đệ ngươi nhưng phải nhẹ nhàng đấy nhá. Lăng Phong lôi kéo Hạ Vân Tịch sư muội đi giữa khu rừng, không nói một lời. Sư huynh ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Ngươi vì cái gì đột nhiên đột phá trúc cơ? Ngươi không phải là không muốn đột phá trúc cơ sao? Ta, sư huynh ngươi không phải muốn rời đi Hợp Hoan Tông sao? Ta sợ ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, cho nên ngươi đã đột phá trúc cơ, để chính mình tới làm cái này giám khảo viên. Dạng này không chỉ có thể giúp sư huynh thu hoạch được danh ngạch, không chừng còn có thể đưa sư huynh ngươi đi. Ngươi quá ngu, ta không đáng để ngươi làm thế. Ta không có ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy. Đáng giá, sư huynh đối với ta rất tốt, trên thế giới so với ta tốt rất nhiều người rất nhiều. Về sau ngươi sẽ gặp phải người càng tốt hơn. Nhưng ta chỉ gặp ngươi một cái nha, trong lòng ta chỉ có ngươi một người. Sư huynh, nếu không ngươi muốn ta đi, ta hiện tại vẫn sạch sẽ. Không sợ con muỗi rắn kiến cắn ngươi cái mông đúng không? Sợ, nhưng càng sợ bỏ qua về sau cũng không phải là sư huynh ngươi. Ngươi có phải là ghét bỏ ta đi? Làm sao lại thế? Ta chỉ là không nghĩ dưới loại tình huống này cùng ngươi song tu. Ngươi không sợ bị cắn, ta còn sợ đâu nè. Chúng ta dạo chơi là được rồi. Bên này không thể đi, phía trước có Vương sư tỷ thanh âm. Không nghĩ tới luôn luôn đoan trang Vương sư tỷ, tự mình còn như thế hào phóng. Sư huynh ngươi trong ngực giống như có ánh sáng. Đây là tuyết rơi tỉ mình. Ngươi nhìn lầm đi, nào có cái gì ánh sáng, hắc hắc hắc. À, chúng ta là đến từ Ngọc Thụ Tông đệ tử. Phụng sư trưởng Chi Mạnh tới đây thu đồ, mong rằng dân chúng trong thành mọi người đến tất lập tham dự, chọn ưu tú chúng tuyển. Tiên tử, chúng ta đã đến tuổi này còn có thể tu tiên sao? Tiên tử ngươi nhìn ta được hay không? Tiên sinh, ngươi nhìn ta đôi chân này có đẹp hay không? Ngươi lại đến đo đo thử nha. Vị cô nương này xin tự trọng, bận rộn ngày kế, khảo nghiệm hơn nghìn người, Lăng Phong đám người. Thật đúng là tìm được ba cái có linh căn nam tử. Lăng Phong sư đế, ngươi giúp ta đưa cái này mấy khỏa dưỡng nhan đan, đưa qua cho thành chủ phu nhân bọn họ đi, thuận tiện thay bọn hắn kiểm tra phải chăng có linh căn. Ta, đúng thế, làm sao, không nguyện ý à? Ngươi có thể cùng các tiểu thư, phu nhân nhiều giao lưu trao đổi, bọn nàng cũng sẽ không hút ngươi tinh khí nha. Sư tỷ nói đùa, ta cũng không có nói đùa. Trong mắt người ngoài, ngươi thế nhưng là tiên sư, ta hút ngươi, ngươi cũng có thể hút bọn hắn mà. Đi thôi, đừng quên trở về là được. Nhìn thấy thành chủ phu nhân thời điểm, Lăng Phong cũng không khỏi sững sờ, xem ra cô nàng này hẳn phải là thành chủ nữ nhi. Gặp qua tiên sư, thành chủ phu nhân khách khí, tại hạ phụng sư tỷ Chi Mạnh vì phu nhân đưa tới dưỡng nhan đan. Làm phiền tiên sư, đan dược này trước bảo tồn ở ta nơi này, đợi ta bẩm rõ thành chủ lại đi phân phối. Cái khác phu nhân mặc dù có ý kiến, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Sư tỷ còn phân phó ta vì chư vị phu nhân tiểu thư đo linh căn, không biết ở đây có phải hay không là trong phủ tất cả nữ quyến. Bẩm tiên sư, đều ở nơi này. Tiên sư, ta thật có thể tu tiên sao? Việc này ta còn phải đi về hỏi qua sư tỷ, đến lúc đó lại cáo chi tiểu thư. Bất quá hẳn là vấn đề cũng không lớn. Thiếu nữ mặc dù linh căn không tính xuất chúng, nhưng thắng ở tuổi tác còn nhỏ, phù hợp với Hợp Hoan Tông thu nữ đệ tử tiêu chuẩn. Thiếu nữ kia kích động tại Lăng Phong trên mặt hôn một cái, làm cho hắn dọa cho nhảy lên. Ý nhi nha đầu này từ trước đến nay khuyết thiếu quản giáo, để tiên sư chê cười. Không sao, lần khảo nghiệm này cũng chỉ có thành chủ Thiên Kim một người có linh căn, những người khác không có linh căn. Tiên sư, người ta thật không thể tu tiên sao? Tiên sư người tu hành đã bao nhiêu năm, năm nay nhiều ít tuổi, từng cái ở đâu khoe phòng các tiểu thư phu nhân, vây quanh phòng độ nhẹ nhàng Lăng Phong, trong miệng liều diếu hỏi thăm không ngừng. Các ngươi dạng này còn thể thống gì? Đều trở về đừng quấy rầy tiên sư thanh tu. Vâng phu nhân.
bọn hắn bương tường đã quen, để tiên sư chê cười. Phu nhân nói quá lời, tiên sư nếu là không có việc gì, không bằng uống một chén trà lại đi thôi. Lăng Phong không tiện cự tuyệt, cũng liền ngồi xuống, một bên cùng nàng trò chuyện, một bên uống trà. Yến Nhi cái này lên núi tu tiên nghi thức, còn xin tiên sư quan tâm nhiều thêm. Chúng ta hiện tại còn đang thu nhận thêm đệ tử, việc này còn phải để sư tỷ bọn hắn làm chủ. Bất quá vấn đề không lớn, thanh chủ phu nhân lại coi là Lăng Phong là đang từ chối. Đột nhiên cả người vô lực đổ vào trên người hắn. Phu nhân, đây là thế nào? Thiết thân đột nhiên có chút chóng đầu. Tiên sư có thể giúp thiết thân nhìn xem một chút không? Lăng Phong cầm tay của nàng lên, dùng linh lực thăm dò vào trong cơ thể, lại phát hiện cô ta mạnh đập hữu lực, không giống chỗ nào không thoải mái dáng vẻ. Phu nhân là nơi nào không thoải mái? Chán ghét chắc đi được. Thiết thân ở ngực có chút buồn bực. Nha. Phu nhân là hy vọng ta để Chu tiểu thư nhập môn. Hừ hừ, chỉ cần tiên sư như nguyện ý giúp Yến Nhi nhập môn, muốn thiết thân làm cái gì? Thiết thân đều nguyện ý. Thiết thân biết mình liệu yếu đào tơ khó nhập tiên sư pháp nhãn, nhưng thiết thân sẽ cố gắng phục thị tốt tiên sư. Phu nhân xinh đẹp như hoa, phong vận vẫn còn, cần gì phải tự coi nhẹ mình đâu. Tiên sư là đáp ứng ta sao? Sẽ dốc toàn lực giúp Chu tiểu thư nhập môn, tiên sư muốn hay không tiến vào trong phòng ân? Tiên sư nếu là thích, tại đây cũng không phải là không được. Vạn nhất thành chủ trở về thì sao? Không sao, trong nhà của ta rất có quyền thế, hắn biết cũng không dám làm gì được ta. À Lăng tiên sư, thế nhưng là thiếp thân đã làm sai điều gì? Phu nhân không làm sai cái gì, chỉ là ta đột nhiên có việc mà thôi. Ta ơn phu nhân khoản đãi. Phu nhân yên tâm, Chu tiểu thư sự tình ta sẽ hỗ trợ. An, nhanh như vậy liền trở lại, nhiều như vậy mỹ nhân không có đập vào mắt ư? Sư tỷ nói đùa, gặp qua sư tỷ loại mỹ nhân này, cái khác nữ tử đều là dòng chi tục phấn. Hừ hừ, vừa mới người cũng không phải nói như vậy. Thành chủ phu nhân nếu là nghe nói như thế coi chừng sẽ đau lòng mất. Ngươi một mực tại nhìn lén ta, cái gì nhìn lén khó nghe như vậy? Người ta là cho ngươi nhìn, sợ ngươi ở trong viện muộn lúc cao hứng bị Trần Trúc đuổi kịp. Đã ngươi đều biết, kia chú ý ngươi xem đó mà làm thôi, vậy thu nàng nhập môn thôi. Biết người trách nhiệm sao? Thành chủ phu nhân son phấn ăn không ngon sao? Vì cái gì không ăn? Cho dù ăn ngon cũng so ra kém ngươi ạ. Hừ hừ, lời này tỷ tỷ thích nghe đấy. Đêm nay tỷ tỷ đi ngươi trong phòng, vừa vặn rất tốt. Ngươi muốn tới thì tới, ta cũng ăn không được ngươi. Ân. Hạ sư muội thế nào? Lại hoảng hoảng trương trương như thế. Liêu sư tỷ, đồng sư đệ không thấy. Ân. Xem ra đồng sư đệ tựa hồ vẫn là quyền đến phản tục nha. Thôi được rồi, ép ở lại không được, vậy liền để hắn trở về đi. Chỉ là Yên Nhiên sư muội đêm nay xem ra muốn phòng không bố trước. Tiêu tử này uổng phí người ta đối với hắn tốt như vậy. Thập bát bàn võ nghệ đều cho hắn dùng tới. Chư vị sư đệ nếu là còn có ý định rời đi, không ngại nói thẳng ra, Học Hoan tông tuyệt không muốn lưu. Nếu không có, kia sớm đi nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn xuất phát đây. À, tiểu sư muội, sao ngươi lại tới đây? Sư huynh, ta tới này là muốn nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ trước lấy rời đi. Học Hoan tông thế nhưng là đồng lớp 10 tháp, ta cũng là vừa mới theo thầy tỷ kia biết được. Các người ăn tích cốc đan có vấn đề, nó bên trong có tử cốc, bằng vào mẫu cốc có thể dễ dàng tìm được các ngươi. Một khi rời đi mẫu cốc 3 ngày, liền sẽ phát tác mà chớp. Cái gì? Sư huynh đừng lo lắng, ta sẽ mau chóng tìm tới giải cổ phương pháp. Làm phiền sư muội. Sư huynh, ta đi về trước, không phải bị sư tỷ bọn hắn phát hiện sẽ không tốt. Sư đệ đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi chừng nào thì đến? Tự nhiên là vừa mới. Sư đệ làm sao hốt hoảng như vậy? À, nguyên lai vừa mới cùng cô nàng nào hẹn hò sao? Mùi thơm này là hạ sư muội đã đắc thủ hay chưa? Ngươi tìm đến ta làm gì? Thật đúng là ăn được nghiện sao? Hừ hừ, đúng vậy nha, bất quá trước lúc này dẫn ngươi đi nhìn cái trò hay. Chúng ta là đuổi theo đồng cao thượng, thông minh đấy, xem ở ngươi là ta tiểu oan gia phân thượng. Ta mới mang ngươi đến xem kết cục của hắn thôi. Đồng sư đệ à, người ta đối ngươi tốt như vậy, ngươi lại đi không lời từ giã sao? Để người ta tìm thật lâu đâu. Sư tỷ, ta sai rồi, ta chỉ là muốn trở về gặp một chút phụ mẫu, ngươi tha cho ta đi. Cái này không thể được rồi, chúng ta đều nói bỏ qua ngươi, cũng không thể mang ngươi trở về. Sư tỷ, ngươi tha ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, cầu ngươi tha ta. Ân. Ta cũng muốn tha ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ xấu như vậy, ta không thích nữa. Mẹ nó, ngươi có bản lĩnh cho ta thông khoái đi. Sư đệ, ngươi có phải hay không là cũng muốn bỏ trốn? Làm sao lại thế? Ta lấy cái gì đi được? Dù sao yêu nữ tư vị thật là không tệ mà. Sư đệ, nguyên lai chúng ta là người một đường, chắc không được người ta như thế thích ngươi đâu. Ai chờ đã, chờ một chút, anh ngươi đừng cắn ta nha anh. Phu nhân, nếu là không có chuyện gì liền mời trở về đi. Lăng tiên sư, chuyện kia ngươi nhìn đã làm thỏa đáng, phu nhân yên tâm đi thôi. Dạ tiên sư, thiếp thân ở ngược lại có chút buồn bực rồi. Tiên sư đêm nay nhưng thuận tiện tới cho thiếp thân nhìn xem được không?
tốt, đêm nay ổn thỏa bái phỏng, vì phu nhân xem thật kỹ một chút, vậy kia thiếp thân xin đợi tiên sư đại giá. Cái gì? Sư đệ, sư tỷ của ngươi nàng chính là đến đưa cái hoa quả thôi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Mau nhìn lại có tiên nhân. Bần tăng Dương Tuyền chùa pháp hội, xin hỏi là cái nào tông môn đạo hữu ở đây gặp qua pháp hội? Đạo hữu ta chính là Ngọc Thụ Tông Liễu Như Yên, cùng sư đệ sư muội ở đây thu đồ. Ngọc Thụ Tông Liễu đạo hữu, có thể hay không mời quý tông sư đệ sư muội ra gặp một lần? Mấy vị này là Dương Tuyền chùa cao tăng, còn không bao chào hỏi. Liễu đạo hữu, bọn người nhưng có thân phận ngọc bài, có thể cho hắn cửa ải tiếp theo. Không biết vị này đạo hữu ngược lại là có ý gì? Đạo hữu thứ lỗi, gần đây Bắc Minh Ma Tông đã đến ta Đông Hoang, khắp nơi các đoàn nam tử trẻ tuổi trở về hút tinh khí. Trong chùa cao độ coi trọng chuyện này, làm cho bọn ta đến đây tuần tra. Chúng ta cũng chỉ là làm theo thông lệ, xem xét nghiệm một phen. Mong rằng mấy vị đạo hữu thứ lỗi. Nghe vậy hai kẻ giao hệ sắc mặt đại biến, trong lòng bối rối không thôi. Hừ, các ngươi có ý tứ gì? Đạo hữu cái này quá lo lắng, chúng ta chính là Ngọc Thụ Tông chính thống truyền nhân, là tại hạ quá lo lắng, mong rằng mấy vị đạo hữu thứ lỗi. Sư huynh, vừa mới kia ba vị nam tử kia sắc mặt không thích hợp lắm, mời ba vị đạo hữu có thể thuận tiện đưa ra thân phận ngọc bài. Gần đây Hợp Hoan Tông hung hăng ngang ngược, đã tai họa không thiếu nam tử, đều bị hút khô tinh khí, vô cùng thê thảm. Ba vị cũng phải cẩn thận một chút, ta đại sư nhắc nhở. Chúng ta cũng đã nghe nói qua, cảm ơn đạo hữu quan tâm, chúng ta sẽ chú ý. Ba vị đạo hữu mới vừa vào tông môn không bao lâu đi, nghe nói Ngọc Thụ Tông am hiểu kiếm thuật, không biết ba vị nhưng có tu tập qua? Liễu Như Yên bọn người trong lòng lộp bộ một tiếng, thầm mắng mấy người kia như thế tỉ mỉ nhạy cảm. Ngọc bài có thể làm giả, nhưng pháp thuật công pháp mấy người bọn họ làm sao có thể làm giả? Liên liên truyền thụ ngũ hành thuật pháp, đều đầy mắt sơn quang sắc phôi nhóm, sao có thể trông cậy vào được? Người người này thật vô lễ, lại vẫn là hoài nghi chúng ta là Hợp Hoan Tông yêu nữ đúng không? Các ngươi như thế khi nhục chúng ta, thật coi ta Ngọc Thụ Tông không người hay sao? Chúng ta chỉ là ngửa tay, đúng lúc muốn lãnh giá một chút Ngọc Thụ Tông kiếm chiều đấy. Mấy vị này sư đệ mới nhập môn không bao lâu, không bằng ta thay hẳn lĩnh giá một hai. Cái này sư tỷ, sư đệ, ta mặc dù học nghệ không tinh, nhưng mấy vị đạo hữu đã có nhã hứng, ta cũng không thể sợ miệng cho người khác xem chúng ta Ngọc Thụ Tông không người đối hiệp. Đã như vậy, Lăng Phong sư đệ, ngươi liền lấy dạng này đi ra luận bàn một chút, điểm đến là dừng. Lăng Phong gật đầu, ngạo nghệ đứng ở giữa sân, trên người có một cỗ không tên khí thế, có thể đánh hay không là một chuyện, nhưng bề ngoài khí thế là phải kéo đủ gió. Cái này khiến Hạ Vân Hy cùng thành chủ phu nhân trong mắt dị sắc liên liên, không chuyển ánh mắt nhìn xem phong độ nhẹ nhàng Lăng Phong. Vị sư đệ này, ta sẽ áp chế tu vi. Không cần, đạo hữu cứ việc buông tay thi triển đi, vậy ta liền lĩnh giáo Lăng sư đệ cao chiêu. Vị sư đệ này thân thủ rất tốt, thật nhanh kiếm chiêu, thật là lợi hại. Sư đệ vừa mới luyện kiếm không lâu, hắn không cách nào thu phóng tự nhiên, kém chút đả thương pháp trị sư đệ, thật sự là không có ý tứ. Không sao, tài nghệ không bằng người, là ta đã hiểu lầm, lại là một trận hiểu lầm. Chúng ta xin rời đi, cáo từ. Mọi người nghỉ một chút lại tiếp tục đi. Nàng tự nhiên không phải mệt mỏi, mà là muốn cảnh cáo một chút hai cái giao hệ, cùng tưởng thưởng một chút Lăng Phong. Hai vị sư muội, các ngươi đi bên ngoài bốn phía nhìn xem, phòng ngừa bọn hắn ngóc đầu trở lại. Lăng sư đệ, đi theo ta. Vì cái gì không thừa cơ hội phá đi thân phận của chúng ta? Ngươi không phải so với ai khác đều rõ ràng chúng ta là ai sao? Ta là Hợp Hoan Tông đệ tử, chắc là Hợp Hoan Tông quỷ, bọn hắn ước hiếp sư tỷ ta, ta hà có thể ngồi yên không lý đến? Giả ý như thật. Ngươi giúp cái đại ân, ta làm như thế nào ban thưởng ngươi đây? Thuộc bổn phận sự tình, không cần đi. Hừ hừ, muốn nha, người ta thưởng phạt phân minh, sao có thể không thưởng đâu? Bất quá ta hiện tại thân có đồ vật ban thưởng, cũng chỉ có cái thân thể này. Ngươi muốn làm gì? Ngoại tào, đại đình quảng chúng, bên ngoài còn có nhiều người như vậy, đã truy cầu kích thích, liền quán triệt đến cùng. Đừng, như vậy mấy người kia không thích hợp. Kiếm pháp trị xuất thủ quá mức âm tàng, cảm giác không giống như là người trong chính đạo. Con nói không muốn, con không phải rất hưởng thụ sao? Mở ra, người ta không thả, kém chút chất đối người ta, đều là người ta phạm tội. Hừ hừ, vậy tối nay muốn hay không đi tỉ tỉ gian phòng, chúng ta tại hiểu rõ một chút. Không không, người đến phòng ta. Người đêm nay không phải còn muốn đi cái kia thành chủ phu nhân sao? Lăng Phong không nghĩ tới liền cái này nàng đều biết. Gia hỏa này một ngày 12 canh giờ liền nhìn mình chằm chằm đúng không? Thân thể ta được không sợ, thu hồi thật sự là những người kia không thích hợp. Ta cũng phát hiện, ngươi thấy thế nào, ta thấy thế nào. Đây là chuyện của các ngươi đi, anh quần cũng không mặc tốt liền không nhận người anh. Anh, nếu không chúng ta chạy trốn đi. Liễu Như Yên suy nghĩ một lát, mặc dù không nỡ bây giờ tuyển nhận đến đệ tử, vẫn là đồng ý lời nói của hắn. Hiện tại không thích hợp chạy, đêm nay thừa dịp bóng đêm lại chạy. Ngươi nhìn chúng kia hai tên gia hỏa, tốt ta đã biết. Tỷ tỷ rốt cục xong việc, chúng ta chỉ là trò chuyện một ít chuyện. Hừ hừ, còn cũng không mặc tốt đâu à? Lăng Phong giật mình, cúi đầu xem xét, mới phát hiện bị chơi xỏ. Được rồi,
Lăng sư đệ nói kia pháp trị không thích hợp, bọn hắn khả năng không phải thật sự kim tăng nhân. Liễu Như Yên tinh tế nói một lần, ánh mắt như có như không rơi vào hai cái giao hẹ bên trên, phát hiện hai người ánh mắt rời rạc. Lăng Phong nghĩ đến hai cái giao hẹ ở trong có một người bên cạnh linh thạch sáng lên nhưng không có báo cáo, là để kia mang theo đồng ngũ người rời đi. Lăng Phong nháy mắt ý thức được, người này có thể là những người kia bên trong nội gián một trong, một người trà trộn đi vào. Hai cái giao hẹ không thích hợp, Lăng Phong lòng như lửa đốt, đem phát hiện của mình cùng Liễu Như Yên nói một lần. Chúng ta bây giờ liền đi, người trước tiên tiếp tục duy trì bây giờ tình huống, đừng đánh cỏ kinh rắn, ngươi chờ một chút, nghĩ biện pháp sau đó rời đi. Chúng ta tại thành Bắc tụ hợp, vậy bọn họ đâu, mặc kệ bọn hắn, lập tức đi ngay. Vậy ta giải dược đâu, ngươi trước cho ta giải dược đi, ta sẽ còn vứt xuống ngươi hay sao? Đừng nói nhảm. Lăng Phong lòng nóng như lửa đốt, chính không biết làm sao thoát thân, đột nhiên thấy được xinh đẹp thành chủ phu nhân đang hướng hắn vội vàng vẫy vẫy tay. Thành chủ phu nhân có chút hiếu kỳ đi tới, đừng mà, cái này dưới ban ngày ban mặt không tốt đâu, không kịp giải thích nhanh lên à. Vậy được, tiên sư chờ một lát. Một khắc về sau, thành chủ phu nhân mang theo một cái tuổi trẻ nam tử đi vào lều trại bên trong. Tiên sư yên tâm, tiểu nhân nhất định thủ khẩu như bình, đan dược này chẳng dương kiện thể đưa ngươi, tạ tiên sư ban thưởng. Tiên sư yên tâm, đây là ta cháu trai, tuyệt đối tin qua được. Đi thôi. Tiên sư, chúng ta đi cái nào? Ta tại thành Nam ngoài có một tiểu viện, giờ cái này không xa, không bằng chúng ta đến đó, đến lúc đó thiết thân theo ngươi xử trí. Nữ nhân này thật là có thể phóng đảng, không tiến học Hoan Tông thật sự là lãng phí. Không cần, chúng ta trước tiên ở trong thành này quấn một vòng, mỗi cái cửa thành đều đấu một chút, lại đi ngươi nói đến chỗ kia. Trước nghe ngươi, trước tiên ở thành nội quấn một vòng, lại đi thành Nam Lâm Sông Huyện, nghe được cái gì thanh âm đều không cần tiến đến, cũng không cho phép đối ngoại nói ra, không phải cẩn thận đầu của các ngươi. Vâng phu nhân. Một lát sau, khi đi ngang qua thành Bắc thời điểm, Lăng Phong tại trốn không người lặng lẽ từ cửa sổ xe bay ra, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn thuận tiểu đạo đi một hồi, từ đầu đến cuối không có tìm tới người khác, không khỏi trong lòng lột bột một tiếng. Mẹ nó, ta liền biết những này yêu nữ so với mình còn vô tình mà. Không chỉ kia hai cái rau hẹ bị bỏ rơi, mình cũng thế. Sư huynh, bọn hắn thật sự là hợp Hoan Tông sao? Kia hai nam tử là bị bọn hắn bắt cóc. Ta liền nói mấy cái kia con mụ lẳng lơ nhóm không thích hợp mà, mau đuổi theo. Mấy cái kia yêu nữ người đâu rồi? Đáng chết, bọn hắn đã chạy. Các người có biết bọn hắn đi nơi nào? Lăng Phong cùng bọn hắn quan hệ không tệ, nhất định biết bọn hắn ở nơi nào. Người đi tìm Pháp Phương, hắn có truy tung yêu thú, chúng ta trước đuổi theo. Bọn hắn một đường tìm theo thành chủ phu nhân xe ngựa mà đi, đi tới thành Nam một tòa nhỏ trang viên bên cạnh, một cái nữ hậu vệ tại phụ cận đứng đấy, âm thầm nói thầm, sao phu nhân cùng tiên sư vẫn chưa xong sự tình. Tên kia mừng rỡ như điên, xông lên phía trước, vé lên rèm xe, lại chỉ nhìn thấy mê man thành chủ phu nhân, bị lừa rồi, mấy cái yêu nữ chết tiệt, đừng để bị ta lại gặp các ngươi, hừ. Mấy cái yêu nữ, đừng bị ta lại gặp các ngươi, không phải lên trước sau hạ, lại đến lại xuống anh. Sư đệ cảm thấy rất khó chịu sao? Muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi hạ lửa? Ngươi làm sao tại cái này? Chúng ta chính là ở nơi này. Ngươi có phải hay không muốn trước bên trên sau hạ lửa? Lại đến lại xuống. Người ta rất sợ đó. Các ngươi lấy ta làm mồi nhử. Hừ, ta cái nào bỏ được vứt bỏ ngươi chứ? Dù sao ngươi là người ta vừa giao tốt nhất tình lang mà. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Hiện tại tình huống như thế nào? Ai? Bọn hắn không có đuổi theo. Không biết có phải hay không là bị ngươi hất ra. Ngô Yên cũng có chút phiền muộn, nàng không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Nhiều như vậy thư thu nội tình, vốn muốn cho Lăng Phong làm mồi nhử. Thấy do đối phương hư thực, ai biết đã đánh giá cao đối phương trí thông minh, đối phương thế mà bị Lăng Phong bỏ rơi mất. Vậy bây giờ đi thôi. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắc đổ. Ban đêm mấy người tìm một chỗ bên dòng suối nghỉ chân, cũng không giảm nhóm nữa, cứ như vậy ngồi nói chuyện phiếm. Bây giờ chỉ còn lại Lăng sư đệ một cái, đêm nay làm sao chia đâu, nếu không chúng ta năm cái cùng tiến lên ép khô hắn. Tính toán tốt, rất lâu không có cùng những người khác cùng nhau chơi đùa. Mấy vị sư tỷ tha mạng, ta thân thể hư gánh không được, vô phúc tiêu thụ, các ngươi tìm người khác đi. Hư, đây là ý gì? Lính của ngươi liền vì hắn một người cùng rắn lưng, chính là nói à? Sư tỷ sẽ chết người đấy, yên tâm đi mà, chúng ta năm cái cùng một chỗ, tuyệt đối để ngươi dục tiên dục tử, đây chính là cả một đời khó có cơ hội đâu. Được rồi, các ngươi đừng dọa hắn, chờ một chút đều dọa sợ, ta liền không chơi được. Ai, thật đáng tiếc đâu, lần này nam tử bên trong có mấy cái tốt cường tráng, không thích hợp, bốn phía quá an tĩnh, chúng ta bị bao vây. Anh Di Đà Phật, các vị thí chủ, để bần tăng tìm đến thật lâu đấy, vẫn là cùng bần tăng trở về đi. Các ngươi làm sao tìm được chúng ta? Các ngươi những này hợp Hoan Tông yêu nữ trên thân tao khí mùi, cách mấy trăm mét đều có thể nghe được. Còn tốt Pháp Phương sư huynh người có truy hương chim, nếu không thật đúng là khiến mấy cái này con mụ lẳng lơ chạy được. Các ngươi không phải người Dương Tiền chùa, các ngươi rốt cuộc là ai? Thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta, động thủ. Cẩn thận, cái này sương mù có độc. Ha ha, rơi vào chúng ta cái này vui vẻ sương mù. Các ngươi cũng đừng vùng vẫy nữa, cùng chúng ta đau thương thật làm bên trên một trận đi. Nhìn xem là các ngươi quan tâm chiến biên thuật lợi hại, hay là chúng ta vui vẻ chiến biên thuật lợi hại.
Lăng Phong cũng hút không ít cái kia sương mù. Chỉ cảm thấy cùng hút Triền Miên Hương không có gì khác biệt. Cũng là đầy trong đầu chuyện nam nữ. Đây là có chuyện gì, ta cũng không biết. Cái này sương mù giống như so Triền Miên Hương còn bá đạo. Tựa hồ đặc biệt cố ý nhằm vào chúng ta. Hợp Hoan Tông không phải dùng thuật song tu người trong nghề sao? Hợp Hoan Tông yêu nữ trùng sơn dược. Cái này đều ném Hợp Hoan Tông mặt đi à? Làm sao bây giờ? Ta hiện tại đầy trong đầu đều là chuyện nam nữ, không chịu nổi nữa. Rất nhanh ngoại trừ Trần Thanh Yến cùng Liễu Như Yên, cái khác ba nữ đều đã sắc mặt ửng hồng. Không phải lung la lung lay nghĩ quay đầu trở về. Ngoa tào, sư tỷ, ta gánh không được đâu. Nếu không ngươi đem hắn cho ta. Sư tỷ cái này giữa không trung à? Trước mắt bao người, ngươi nào cái gì? À. Sư tỷ, nếu không ta mang súng sư muội đi cho các ngươi dẫn ra truy binh. Liễu Như Yên chỗ đó không rõ ý nghĩ của hắn. Này làm sao có thể? Bên ngoài nguy hiểm như vậy. Sư tỷ sao có thể thả các ngươi đi? Tốt sư tỷ. Đừng đua, nhưng Ngọc muốn không chịu nổi. Trần sư muội có gì cao kiến? Chi hương chim cũng chỉ có một con. Chúng ta chia ra hành động, nghe theo thiên mệnh. Mặc dù hắn không nói rất rõ ràng, nhưng Liễu Như Yên hiểu được ý của hắn. Giữa sân nam nhân chỉ có Lăng Phong một người. Mặc kệ với ai phát sinh chuyện này, những người khác sợ là căn bản chịu không được kích thích như vậy. Mình mấy người lại không chia ra hành động, đến lúc đó sợ là liền sẽ bị tranh giành Lăng Phong, gây nên nội chiến. Ta không chống được quá lâu, ta cho các ngươi dẫn ra bọn hắn. Ta mang Mạc sư muội, ngươi mang Linh sư đệ cùng Giang sư muội. Sư tỷ, Lăng Phong sư huynh, ta thật là khó chịu anh. Ngoại tào, kia cho ngươi cho ta bình tĩnh một chút, Lăng sư huynh. Sư huynh, ngoại tào, Liêu sư tỷ, cứu mạng, ngươi chiếu cố tốt nàng đi. Lúc này ngươi có thể hào hào hưởng thụ, đừng nàng hút khô liền được. Ngươi đi đâu? Các ngươi tại cái này đợi, ta đi dẫn ra bọn chúng. Nhìn cái gì, ta lừa ngươi? Ta nhưng thật ra là ném các ngươi tại cái này là mồi nhử. Mình đào mệnh. Ai đêm nay xem ra không thể cùng ngươi hiểu rõ, chỉ có thể đổi ngày mai. Anh. Sư huynh sư muội, cho ta. À, tiểu yêu nữ, đến, ta ca cho ngươi. Còn nghĩ đụng ta, kiếp sau cũng đừng nghĩ. Liễu Như Yên lung la lung lay tới gần hắn, từ trên người hắn lấy ra túi trữ vật, thả ra tín hiệu cầu cứu, liền vội vàng rời đi. Hừ, đáng chết, lại là điệu hồ ly sơn. Yêu nữ ngươi muốn chết. Hắn để truy hương chìm tiếp tục truy kích xuống dưới, là muốn đến trước mặt hai cái yêu nữ bắt lấy. Sư huynh, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Một đêm trôi qua cũng không ai tìm tới chúng ta, xem ra nơi này là an toàn. Người trước tiên ở nơi này ở lại, ta đi ra xem một chút tình huống thế nào. Này làm sao có thể, ta cùng đi với ngươi. Không được, ngươi không thể đi ra ngoài. Nếu ra ngoài, mùi trên người ngươi là ép không được. Nơi này mới an toàn. Vậy ngươi cẩn thận đấy, yên tâm, ta sẽ mau chóng trở về. Trong 3 ngày nếu như ta chưa có trở về, chính ngươi nhìn xem xử lý. Lăng sư huynh, ta sẽ ở đây đợi ngươi. Ngươi không trở lại ta liền không đi. Tốt, ta sẽ trở lại. Lăng Phong đánh bậy đánh bạ đi tới một chỗ hang động. Là ai? Trần sư tỷ, là ta, ngươi đừng sợ. Cũng là bởi vì là người mới muốn lo lắng. Ngoại tào, ta cũng không phải cái gì xúc sinh. Ta là lo lắng ta biến thành xúc sinh. Ta không ngại à, hừ. Lăn, ta để ý cách ta xa một chút. Mạc sư tỷ đâu? Ta mang theo nàng bay một đoạn thời gian, gặp một gia đình. Bên trong có cái đống củi tiểu phu. Nàng liền nhào tới. Ta vì nàng dẫn ra truy binh, giải khai độc này. Về sau hẳn là có thể chạy ra vây quanh. Dù sao hai người kia đều đuổi theo ta. Sư tỷ ngươi rất khó chịu bộ dáng, ngươi không sao chứ? À, ngươi không đến liền không sao, ta qua một đoạn thời gian nữa liền có thể vượt đi qua. Sư tỷ ngươi dạng này thật không có chuyện gì đó chứ? Sư tỷ, chỉ cần ngươi đáp ứng không tiêu diệt ta, nếu không thì tới đi. Hắn bi tráng đi về phía trước, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Lăng Phong đỡ lên ngã trên mặt đất Trần Thanh Yến. Trần Thanh Yến ánh mắt mê ly bất lực, dựa vào trên người Lăng Phong, sắc mặt ửng hồng. Tựa hồ lại không một tia khí lực. Sư tỷ người nhớ kỹ, không thể dùng công pháp, nếu không là ta gánh không được đâu à. Nhưng ngay tại hắn muốn Trần Thanh Yến một nháy mắt, Trần Thanh Yến trong mắt lóe lên một tia thanh minh chi sắc. Đi xa một chút, đừng tới đây. Lăng Phong thở ra một hơi, kinh ngạc nhìn xem nàng, cũng là giận không chỗ phát tiết. Ta còn không muốn cứu ngươi nữa nha. Rõ ràng xưa kia nhân tinh khí làm vui, ta làm sao lại không được? Xem thường ta đúng không? Ngươi nếu dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, liền tốt nhất làm xong về sau tiêu diệt ta, không phải ngươi nhất định phải chết.
Lăng Phong còn không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy nàng đưa tay một trường đánh vào trán mình, kêu lên một tiếng đau đớn liền ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Dạo này vậy thì thôi đi, nàng như ngọc da thịt càng ngày càng đỏ, trên thân còn bốc lên khói trắng, xem xét liền không thích hợp. Lăng Phong không lo được càng nhiều, vội vàng đỡ nàng dậy, lại phát hiện trên người nàng nóng đến dọa người, toàn thân linh lực tán loạn. Nhớ tới trước đó mình có thể hút đi cái này vui vẻ khí, cũng liền xích lại gần tới, vận công há mồm khẽ pi. Qua một hồi lâu, Trần Thanh Yến trong mơ mơ màng màng cảm giác được trong cơ thể mình khó chịu đồ vật từ miệng bị hút đi, để nàng khó chịu hóa giải không ít, ý thức cũng thanh tỉnh không ít. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện hai người hai môi đụng chạm vào, bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, bầu không khí không khỏi có chút mập mờ. Lăng Phong theo bản năng tay đặt ở nên đặt chỗ, khá lắm, là xem thường ngươi rồi. Lăng Phong bỏ ra một canh giờ, cuối cùng đem Trần Thanh Yến thể nội cổ quái sương mù đều hút sạch sẽ, còn thừa cơ hội hút Trần Thanh Yến không ít tu vi. Sư tỷ, ngươi đã tỉnh, không sao đó chứ? Ngươi không đối ta làm cái gì cổ quái sự tình đi à? Không có không có, ha ha ha. Sư tỷ, ngươi vì sao không muốn song tu phương thức giải độc? Trừ phi ta tự nguyện, không phải ai cũng đừng nghĩ đụng ta. Cái kia sư tỷ, ngươi khôi phục thế nào rồi? Ai không thế nào tốt? Trong cơ thể ta một điểm linh lực cũng bị mất, đoán chừng cần ngươi một ngày mới hồi phục. Vậy chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một chút lại đi, hy vọng những người khác bình yên vô sự. Một bên khác trong một cái sơn động, Liễu Như Yên đem bốn phía cửa hang đều cho phá hỏng. Nàng ngã ngồi xuống tới, chậm rãi đưa tay ra, trong tay thình lình nắm vuốt một con chim nhỏ, chính là con kia truy hương chim. Liễu Như Yên dùng sức bóp chặt, đem kia chim nhỏ cho bóp thành thịt vụn, sau đó ghét bỏ đem truy hương chim ném ở một bên, cảm giác được toàn thân cảm giác thống khổ, không khỏi cũng có chút ý loạn tình mê. Tiểu Oan gia, ngươi làm sao lại không ở đây? Nếu không người ta liền có thể thật cùng ngươi hiểu rõ, chơi đùa cũng không phải không được. Lúc này gia hỏa này đoán chừng cùng cái kia nha đầu chơi đến ngay ngắn đi à? Thật sự là đáng giận mà. Ngươi không ở đây, vậy người ta đành phải tự mình giải quyết. Nàng rút dao gai nhọn, vừa hung ác cắm vào trong bụng, cho mình thả lên máu đến. Liễu Như Yên cảm giác theo huyết dịch rời đi, cái này vui vẻ khí cũng rời đi không ít, cả người dễ chịu hơn. Lần này nhưng thua thiệt lớn rồi, trên thân nhiều như vậy cái sẹo, coi như khó coi. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn gặp lại ở video sau. À, nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nữa nhé. Yêu cả nhà, bye bye.